Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 14. Này, không mang thử sao, ta đã bỏ ra cả 3 ngày, chọn lựa linh trúc xinh đẹp nhất trong phương viên trăm dặm nơi này sâu chuỗi lại, tuy rằng không đắt, nhưng phần tình nghĩa huynh đệ này lại thật đấy. Bị Phong Phi Vân liên tục yêu cầu, Mộ Dung Thác tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đeo sợi trúc liệm kia lên. Oanh! Một cổ khí lãng đại khí huy hoàng từ giữa ngón tay Phong Phi Vân truyền ra. Lập tức khiến tất cả thanh trúc chung quanh đều nhao nhao lay động lên, bị một cổ lực lượng nhìn không thấy ảnh hưởng lấy. Bá, bá, bá. Vô số lá trúc bay tới thân thể Phong Phi Vân, sau đó biến thành một đầu long quyển, theo hướng ngón tay hắn bay ra, một cổ lực lượng phá hủy đáng sợ thuận thế bay ra, khiến vô số lá trúc đều bị chấn đến nghiền nát, sau đó biến thành bột phấn. Phong Phi Vân bỗng nhiên thu ngón tay về, linh khí trên người nội liếm, rơi xuống trên mặt đất. Thanh mộc thuật đại thừa, linh giác tăng trưởng đến gấp 51 lần thường nhân. Đã sớm ngờ tới tu luyện ngũ hành bí thuật, linh giác nhất định sẽ tăng trưởng, nhưng lại không ngờ đến vậy mà lại tăng trưởng nhiều như vậy. Từ 42 lần, tăng trưởng đến 51 lần, cách tam phẩm tầm bảo sư lại gần thêm một bước. Phong Phi Vân nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong óc, đạo thần thức thứ hai đã sinh ra đời, vầng sáng sáng ngời, giống như một người nhỏ sáng lên vậy. Đạt tới thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện đối với thần thức, tổng cộng phải tu luyện ra 10 đạo thần thức, mới xem như bước chân vào thần cơ đại viên mãn, đây nhất định là một quá trình dài dòng buồn chán, không có khả năng nhanh chóng như tu luyện linh khí được. Hao tốn hơn nửa tháng, tu luyện ra đạo thần thức thứ hai, tốc độ như vậy, đã khiến Phong Phi Vân tương đối thỏa mãn rồi. Chợt, một cổ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến, khí tức khổng lồ. Có uy thế phần thiên trưng hải lăng không sinh ra trong không khí, tựa như một đoàn liệt nhật đánh tới. Không ngờ lại có người tiềm phục ở bên cạnh. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, cấp tốc điều động linh khí toàn thân, hội tụ ở giữa ngón tay, sau đó điểm một chỉ về phía sau lưng. Một chỉ này điều động vô tận lá trúc, mỗi một mảnh lá trúc đều bịt kín một tầng vầng sáng, có thể đơn giản chặt đứt cả sắc thường, lá trúc đầy trời đâu chỉ 10 vạn phiến, chúng nhao nhao đánh ra như phi vũ vậy. Bá, bá, bá. Oanh. Đoàn hỏa diễm đột nhiên bay tới kia cực kỳ nóng bỏng, khiến lá trúc đầy trời đều như muốn bốc cháy, sóng nhiệt đốt trọi cả địa thạch, hỏa quang đầy trời từ trên không trung rơi xuống, có một loại cảm giác tận thế. Xa xa, Mộ Dung Thác trong lòng hơi kinh hãi, uy lực một chiêu vừa rồi của Phong Phi Vân không thể nói là không cường đại, coi như là thiên quân vạn mã cũng phải bị giết sạch mà về, nhưng nó lại không thể ngăn được hỏa diễm đầy trời kia. Đến cùng là người nào? Phong Phi Vân thu tay lại, đứng về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngọn hỏa diễm đỏ thẫm lơ lửng trên không trung kia, trên mặt không chút biểu lộ. Chúc mừng, tu vị Phong huynh đã lại tiến thêm một bước. Đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia tựa như một quả trái tim cực lớn đang nhảy nhót, mang theo một cổ lực lượng khiến người khiếp sợ. Hỏa diễm đốt khiến không khí cũng có chút vặn vẹo, khiến người căn bản không cách nào thấy rõ bóng người được bao lấy trong đó. Biết là ngươi mà, Phong Phi Vân nói. Đến chính là người thần bí kia, người này tu vị cao tuyệt, cho dù Phong Phi Vân đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra hai đạo thần thức nhưng vừa rồi toàn lực ra tay vẫn bị hắn dễ dàng phá được. Hỏa diễm bao vây lấy thân thể của hắn, quả thực có thể so với nhị muội minh hỏa. Diễn võ chiến tháp đánh một trận, đại danh Phong huynh truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, được vô số tài tuấn trẻ tuổi ngưỡng mộ, chẳng lẽ Phong huynh cứ cam nguyện yên lặng? Không muốn tranh giành cao thấp với toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn của vạn tượng tháp một phen sao? Thanh âm của người thần bí kia, khàn khàn, tựa như quỷ hồn đang chu lấy vậy. Phong mỗ tu vi thấp, bất quá chỉ mới vừa đột phá thần cơ đỉnh phong mà thôi, người bảo ta đi náo thế nào đây? Phong Phi Vân đã đoán được ý đồ đến của người thần bí này, biết rõ người này nhất định là có chuyện gì đó muốn an bài cho mình, cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt như vậy. Ha ha! Phong huynh quá khiêm nhường rồi, ngươi là người bài danh 287 trên bách tháp bảng, danh tự đã sớm khắc trên bảng rồi. Tu vi như vậy đã xem như nhân tài kiệt xuất trong một đời tuổi trẻ rồi, sao có thể xem như thấp được? Người thần bí kia cười nói. Vị trí 278 trên bách tháp bảng vốn chính là của Cố Thanh, nhưng sau khi Cố Thanh chết ở trong tay Phong Phi Vân thì Phong Phi Vân liền thay thế vị trí của hắn, đã trở thành cường giả mới trên bách tháp bảng. Phong Phi Vân cười mà không nói. Người thần bí này tiến vào vạn tượng tháp có đại âm mưu,
cao thủ dưới trướng tu vị mạnh hơn Phong Phi Vân ít nhất cũng có 10 người, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tìm tới Phong Phi Vân, khiến Phong Phi Vân không thể không sinh lòng cảnh giác. Ta chân thành xem Phong Huynh như bằng hữu, cho nên mới không muốn vận dụng huyết cấm huyền trạc để áp chế Phong Huynh, Phong Huynh chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho ta sao? Thanh âm người thần bí kia trở nên có chút lạnh như băng. Phong Phi Vân hơi nhìn qua vòng tay đen kịt trên cổ tay, trong lòng có chút thở dài, người thần bí nói lời này là có ý nếu ngươi không thức thời thì ta đành phải hung ác rồi. Một khi đeo lên huyết cấm huyền trạc này thì coi như đã giao mạng cho hắn. Phải mau chóng mở ra huyết cấm huyền trạc, nếu một mực bị hắn quản chế như vậy thì sau khi hắn lợi dụng xong liền sẽ đến tử kỳ của mình ngay, trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Các hạ muốn ta làm gò. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn. Ha ha. Người thần bí lại nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, loại cảm giác nắm giữ người khác trong tay mình thật sự quá thoải mái, hắn nói. Việc này đối với người có trăm lợi mà không có một hại, trong vạn tượng bách tháp có một tòa vô lượng tháp, từng đệ tử tiến vào vạn tượng tháp đều nhất định sẽ đi xông vô lượng tháp, mà ngươi cần phải làm chính là xông vào tầng thứ 8 vô lượng tháp. Vì sao nhất định phải xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 8? Nếu vô lượng tháp dễ xông như vậy, hắn cũng đã không chuyên môn đến đây tìm Phong Phi Vân rồi, hiển nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng, hoặc có thể nói là một chuyện khó như lên trời. Vô lượng tháp, chính là một trong vạn tượng bách tháp. Cũng không phải tu vị càng cao thì nhất định có thể xâm nhập cấp độ càng cao. Cái này đa phần là khảo thí thiên phú của một tu sĩ, thiên phú càng cao, cấp độ có thể đạt đến cũng càng cao. Cơ hồ mỗi một tu sĩ đi vào vạn tượng tháp đều tiến vào trong vô lượng tháp thử thân thủ một lần, nếu có thể đủ xông đến tầng thứ 7 vậy thì tất nhiên sẽ được cao tầng vạn tượng tháp coi trọng, nói không chừng sẽ có nhân vật cấp bậc tháp chủ động đi ra thu đồ đệ cũng không chừng. Nếu là có thể trở thành đồ đệ một vị tháp chủ, vậy thì căn bản không cần lo lắng đến vấn đề công pháp tu luyện và tài nguyên tu tiên nữa, hơn nữa địa vị bản thân tại tu tiên giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau này đi đến bất cứ nơi nào ở tu tiên giới cũng đều sẽ được chúng tu tiên giả tôn kính. Tháp chủ truyền nhân, đây là một khối kim tự chiêu bài. Nhưng thiên tài có thể xông đến tầng thứ 7 lại giải rác không có mấy, vài năm cũng chưa chắc xuất hiện một người, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, Phượng Mao Lân Giác chính thức. Nửa tháng qua, 52 vị tài tuấn dưới trướng ta trước sau đều đi xông vô lượng tháp, nhưng có thể xông vào tầng thứ 5 cũng chỉ có 6 vị. Có người thậm chí chỉ có thể xông vào tầng thứ 3 liền bại lui. Trong thanh âm người thần bí tràn đầy tiếc hận, hiển nhiên thập phần thất vọng đối với những tài tuấn kia. Tu hội thiên tài biệt viện Phong Phi Vân cũng đi rồi, lúc ấy tu sĩ trẻ tuổi gặp phải không ai mà không phải là nhân kiệt vạn giảm có một, nhưng những người này vậy mà bại lui ở tầng thứ 3, qua đó có thể thấy được muốn xông vô lượng tháp là chuyện gian nan bực nào. Chẳng lẽ ngay cả một người xông vào tầng thứ 6 cũng không có? Phong Phi Vân có chút không tin, ít nhất Bắc Minh Đường và nam tử tóc bạc kia đều là nghịch thiên tài tuấn, thiên phú tuyệt cao, không có khả năng ngay cả tầng thứ 6 cũng không qua được. Trong rừng trúc, linh yên gột rửa. Đoàn hỏa diễm đỏ thấm treo trên bầu trời cao kia tựa như một vòng mặt trời nhỏ động trên thiên mạc, cho dù Phong Phi Vân hiện giờ đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến động hư chi cảnh nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không cách nào nhìn thấu được đoàn hỏa diễm kia cả. Bắc Minh Đường, Huyết Phủ, Luyện Nhất Phàm đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng lại đều bại lui ở tầng thứ 5, không một ai có thể bước chân vào đại quan tầng thứ 6. Thần bí chủ nhân hơi thở dài nói. Ngay cả bọn hắn cũng không thể xông đến tầng thứ 6, ta làm sao có thể xông đến tầng thứ 8 được. Phong Phi Vân có khi tuy rằng cuồng ngạo, nhưng lại không phải là một người tự tin mù quáng. Tầng thứ 8 chỉ là một loại giả thiết, cũng là một mục tiêu ta định ra cho người. Kỳ thật ta đối với cái này cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào cả, người nếu có thể xông đến tầng thứ 7 đã đạt đến yêu cầu mà ta muốn rồi. Thần bí chủ nhân nói. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Ngay cả bọn người Bắc Minh Đường cũng bại lui ở tầng thứ 5, nói không chừng ta cũng sẽ bại lui ở tầng thứ 5 cũng nên. Phong Phi Vân tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng cũng đã sinh ra hứng thú nồng đậm đối với vô lượng tháp kia, rất muốn xem một chút xem nơi đó rốt cục là tồn tại thế nào. Mình lại có thể xông đến tầng thứ mấy? Mỗi một người trẻ tuổi đều có trái tim tranh cường háo thắng, điểm này đều không sai, tranh vanh tuế nguyệt, nhất chiến xưng vương. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi tuyệt đối cao hơn bọn hắn, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng đâu,
nếu ngươi có thể xông đến tầng thứ 7, ta liền tặng huyết phủ cho ngươi. Thần bí chủ nhân khanh khách một tiếng. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, ánh mắt hướng nhìn vào sâu trong rừng trúc, chỉ thấy một giai nhân tuyệt sắc chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, hồng sam theo gió phiêu động, ở trong rừng trúc xanh ngát lộ ra đặc biệt rực rỡ tươi đẹp và bắt mắt. Huyết phủ ở tuyệt sắc lâu Mỹ mạo bài danh thứ 3, gợi cảm xinh đẹp xếp hàng thứ nhất, tu vị đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Tuyệt đối là một vưu vật mà bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ đều muốn có được. Nàng dáng người tuyệt mỹ, cao gầy động lòng người, tựa như một con hồng hồ điệp nhẹ nhàng bay múa trong rừng trúc vậy. Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân lại cảm thấy nàng càng giống như một đầu hồ ly tinh màu đỏ, thật sự quá mê người, nhưng loại hấp dẫn này lại không hề có chút dung tục, ngược lại mang theo vài phần thánh khiết. Nàng tóc xanh như thác nước, da thịt như tuyết, rất xa vũ mị cười cười. Chỉ hơi hé môi cười nhưng đã khiêu khích thần kinh người gấp nhiều lần so với những phường rong chi tục phấn kia cỡi hết đồ đứng trước mặt. Ha ha, phần lễ vật này, thật đúng là đủ quý trọng. Phong Phi Vân cười nói. Thần bí chủ nhân nói. Nếu ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 8, sẽ có lễ vật quý hơn trọng tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi càng thêm động tâm. Đoàn hỏa diễm trên bầu trời kia lăng không biến mất, toàn bộ rừng trúc lại khôi phục yên lặng mà quạnh quẽ. Vị thần bí chủ nhân kia đã đi mất. Tu vị người này quả thật đáng sợ, Phong Phi Vân vậy mà không cảm giác được hắn đến thế nào, lại rời đi thế nào. Huyết phủ chậm rãi đi tới, trên người mang theo hương thơm mê người tựa như mùi thơm xử nữ, đứng ở đối diện Phong Phi Vân lộ ra dáng cười tự nhiên nói. Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ 7, ta liền thuộc về ngươi. Đây là một khối bia đá cao cả trăm trượng, tọa lạc nơi miệng sơn cốc tràn đầy sương mù. Đã hơn 1.000 năm, bởi vì dãi nắng dầm mưa trong thời gian dài nên trên đó đã tràn đầy dấu vết phong hóa. Vô lượng tháp, ba chữ cổ dùng búa tạc ra khắc ở phía trên đó, vô số thời đại qua đi, kiểu chữ đã xảy ra cải biến rất lớn, đã có rất ít người có thể nhận ra ba chữ kia rồi. Chỉ là mỗi một tu sĩ đi đến trước bia đá đều có thể cảm nhận được kình ý bá đạo trong chữ cổ kia, đây là một cổ đạo tắc hằng cổ bất diệt, coi như là thời gian cũng không thể phai mờ được nó. Vô lượng tháp ở nơi nào? Phong Phi Vân nhìn qua tấm bia đá nguy nga cao ngất trước mặt, nhưng lại căn bản không thấy được chút bóng dáng nào của vô lượng tháp cả. Khối bia đá này cũng không biết nặng bao nhiêu ngàn cân, tuy rằng đứng ở giữa hai ngọn núi nhưng lại không hề mất đi vẻ khí phách và to lớn, thật giống như một khối đính thiên thần thạch sừng sững giữa thiên địa vậy. Đằng sau tấm bia đá này là sơn cốc xương trắng bao phủ, bên trong gợn sóng mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy thần bí chi khí. Tiến vào sơn cốc này, dĩ nhiên có thể trông thấy vô lượng tháp. Huyết phủ nói, thủ hộ vô lượng tháp chính là một lão đạo mặc áo bào bát quái, lão đạo này an vị ở dưới bia đá, vẫn không nhúc nhích, tựa như một khối thạch đầu không có chút khí tức sinh mệnh nào cả vậy. Không ngừng có người lướt qua bên người lão đạo kia, tiến nhập vào sâu trong cốc, biến mất trong sương trắng tràn ngập. Phong Phi Vân mới đến không đến một phút đồng hồ đã thấy có hơn 50 vị thiếu niên thiên tư không tầm thường tiến nhập sơn cốc, lão đạo kia lại không thấy ngăn trở, cũng không hỏi lấy một tiếng, thật giống như căn bản như không chút liên quan đến hắn vậy. Huyết phủ nhìn ra trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ gì, vì vậy nói. Trừ phi có kinh thế thiên tài có thể xông vào tầng thứ 6 vô lượng tháp thì thủ tháp lão đạo này mới có thể mở ra vô lượng cổ kính trên tấm bia đá. Muốn xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6 thật khó như vậy sao? Phong Phi Vân hiếu kỳ nói. Huyết phủ nhẹ gật đầu, nói. Bách tháp bảng hội tụ toàn bộ 500 thiên tài trẻ tuổi cao cấp na át vạn tượng tháp, bất cứ người nào trong đó ra khỏi vạn tượng tháp đều là hiền tài được tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo, nhưng trong 500 thiên tài này có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 6 cộng lại cũng không cao hơn 50 người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều tiến nhập cảnh giới thiên mệnh mới xông vào tầng thứ 6, có thể ở cảnh giới thần cơ xông vào tầng thứ 6, tổng cộng cũng chỉ có 4 người, ngươi nói cái này độ khó cao bao nhiêu đây? Mặc dù nói xông vô lượng tháp, đa phần là dựa vào thiên tư cao thấp của một tu sĩ, thiên tư cao, như vậy tầng có thể xâm nhập cũng càng cao. Nhưng tu vị tu sĩ cũng chiếm lấy một tỷ trọng rất lớn, tu vị càng cao thì cấp độ có thể đạt được cũng cao hơn. Nhưng tu vị lại không phải là tuyệt đối, tựa như huyết phủ đã đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng vẫn phải bại lui ở tầng thứ 5, cái này không thể nói thiên tư của nàng thấp, chỉ có thể nói độ khó của vô lượng tháp thật sự rất cao. Lại thất bại, căn bản không cách nào xông qua tầng thứ 5, độ khó thật sự quá lớn,
cũng quá biến thái rồi. Bắc Minh Đường toàn thân có 9 chỗ vết thương, mỗi một chỗ đều vào thịt 3 phần, máu tươi ửng đỏ nhuộm đỏ cả nho y màu trắng của hắn. Đây là lần thứ tư trong nửa tháng nay hắn xông vào Vô Lượng Tháp, nhưng mỗi lần đều thất bại ở tầng thứ 5, bị giết sạch mà về. Bắc Minh Đường chật vật đến cực điểm từ trong sơn cốc khập khiễng đi ra, vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân và Huyết Vũ, vì vậy liền đi tới. Hừ, chủ nhân rốt cục vẫn phải điều động ngươi đến rồi. Bắc Minh Đường khinh miệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tuy rằng hắn từng thua ở trong tay Phong Phi Vân nhưng hắn lại bại không phục, cho rằng Phong Phi Vân chính là mượn nhờ vào linh khí mới thắng hắn, nếu bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn căn bản sẽ không thua. Phong Phi Vân không nghĩ tới Bắc Minh Đường vậy mà lại bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ Vô Lượng Tháp tầng thứ 5 có thứ đáng sợ gì đó, có thể phá vỡ cả Bắc Minh Huyền Băng Khải trên người hắn sao? Chủ nhân luôn xem trọng ngươi hơn bất kỳ ai khác, nhưng ta lại cảm thấy ngươi căn bản không có gì đặc biệt hơn người, ta cũng không tin ngươi có thể xông qua tầng thứ 5. Độ khó của Vô Lượng Tháp tầng thứ 5 Bắc Minh Đường thật sự rất rõ, đó căn bản không phải cảnh giới thần cơ đỉnh phong có thể xông qua được, mặc dù là đột phá đến thần cơ đại viên mãn, hắn cũng chỉ có 2 thành nắm chắc có thể xông qua được tầng thứ 5. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới đột phá đến thần cơ đỉnh phong mà thôi, căn bản không có khả năng xông qua được tầng thứ 5, thậm chí có khả năng căn bản không tiến được vào tầng thứ 5 ấy chứ. Phong Phi Vân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp thẳng về phía sơn cốc. Vô Lượng Tháp chính là một tòa thần tháp chọc ngược vào lòng đất, một tầng lại một tầng kéo dài tới địa tâm, vô tận tuế nguyệt qua đi, đã không còn ai biết rõ Vô Lượng Tháp là do người phương nào mở ra, chỉ là trong cổ thư của Vạn Tượng Tháp ghi lại thì Vô Lượng Tháp chính là một trong mấy tòa thần tháp xuất hiện sớm nhất trong Vạn Tượng Bách Tháp. Người tu kiến, không rõ. Thời gian tu kiến, không rõ. Từ đâu mà đến, không rõ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân nhìn qua cửa tháp mở ra trên mặt đất trước mắt, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, thật giống như vào vô số năm tháng trước kia có một tòa thần tháp phong cách cổ xưa bị người đẩy ngã, từ trên bầu trời bay ngược mà đến, đâm thật sâu vào lòng đất vậy. Chung quanh cửa tháp lờ mờ có thể thấy được các đoạn ngấn thưa thớt, nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được một cổ khí tức không thuộc về thế giới này. Không phải là một tòa tiên tháp từ tiên giới rơi xuống đấy chứ? Phong Phi Vân vươn tay sờ tới các đoạn ngấn kia, nhắm mắt lại, dùng linh hồn Phượng Hoàng đi cảm thụ khí tức cổ xưa trên đó, 1.000 năm, 2.000 năm, 5.000 năm, 1.000 năm. Ngay cả linh hồn Phượng Hoàng cũng không thể cảm thụ ra được khí tức trên đó đến cùng thuộc về bao nhiêu năm về trước, phảng phất đã ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Thái Cổ, đây tuyệt đối là một nơi có thể so với bát đại thượng cổ di chỉ. Phong Phi Vân, không nghĩ tới người cũng tới sông Vô Lượng Tháp rồi. Thương thế trên người Kỷ Phong đã khỏi hẳn, khí thế lợi hại, tu vị tựa hồ lại có tinh tiến. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, cười nói. Bị bại không phục, còn muốn đánh với ta sao? Hừ, ta hôm nay đã tu luyện ra 7 đạo thần thức, đủ để tự do khống chế Nguyệt Luân Thiên Nhãn, chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, ngươi bây giờ nếu đánh một trận với ta thì ta có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng. Kỷ Phong tự tin nói. Nửa tháng trước. Kỷ Phong mới tu luyện ra 5 đạo thần thức thôi, nhưng bây giờ đã tu luyện ra 7 đạo thần thức, tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực còn khủng bố hơn cả Phong Phi Vân. Xem ra nửa tháng này hắn lại có kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng tiến liền 2 bước. Vừa vặn đại môn Vô Lượng Tháp còn chưa mở ra, nếu không chúng ta đánh trước một hồi đi. Sau khi Phong Phi Vân đột phá thần cơ đỉnh phong tu vị cũng tăng lên một mảng lớn, căn bản không sợ Kỷ Phong. Cầu còn không được. Kỷ Phong sau khi tu vị tiến bộ liền vẫn muốn tìm Phong Phi Vân đánh một trận. Hai người đều là tuyệt đỉnh tài tuấn một đời tuổi trẻ, thiên phú của Kỷ Phong tuyệt đối không hề thấp hơn Phong Phi Vân, hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy 5 khỏa vẫn thiết hỏa châu, uy lực còn cường đại hơn cả miểu quỷ ban chỉ. Chung quanh đã có trên 100 vị đệ tử Vạn Tượng Tháp đang chờ cửa Vô Lượng Tháp mở ra, chỉ cảm thấy có 2 đạo khí tức rét lạnh đột nhiên toát ra, lập tức liền khiến không khí cũng nổ vang không dứt. Tựa như có những khối băng không nhìn thấy được đang va chạm với nhau vậy. Tất cả mọi người đều rời ánh mắt đến trên người Phong Phi Vân và Kỷ Phong, hai người trẻ tuổi này có địa vị gì, khí tức trên thân thật sự là cường đại đến khiếp người. Các ngươi sao không vào trong Vô Lượng Tháp tranh giành cao thấp, ai có thể xâm nhập cấp độ cao hơn thì người đó là người thắng. Huyết Phú cũng đi vào sơn cốc, dáng người tuyệt diệu, chậm rãi xuất hiện trong bạch vụ.
nàng cũng muốn lần nữa xông vô lượng tháp. Yêu cơ như huyết vũ vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, có hơn 10 càng chảy cả máu mũi, có thể không xấu mặt trước mặt yêu nữ này thì chỉ có Phong Phi Vân và Kỷ Phong thôi. Tốt, cứ theo lời huyết vũ nói. Phong Phi Vân cũng không muốn vào lúc này lại giao thủ với Kỷ Phong, muốn bảo tồn linh khí để trùng kích vô lượng tháp. Ta cũng đang có ý này. Kỷ Phong trầm giọng nói. Cửa vô lượng tháp mỗi ngày đều sẽ tự động mở ra 4 lần, cách mỗi 3 canh giờ sẽ tự động mở ra 1 lần, mà trước khi cửa tháp mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Bên ngoài sơn cốc, một đoàn hỏa diễm từ trong tầng mây đáp xuống, lơ lửng ở nơi cách vô lượng tháp chừng 10 dặm, trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người, đó đúng là thần bí chủ nhân kia. Bái kiến chủ nhân. Bắc Minh Đường vết thương chồng chất quỳ một chân trên đất. Bắc Minh Đường là hạng người cao ngạo cỡ nào, chính là nghịch thiên tài tuấn của tứ đại môn phiệt vậy mà quỳ một gối xuống, lại còn gọi người này là chủ nhân, một màn này nếu để cho người quen biết Bắc Minh Đường trông thấy, khẳng định sẽ không dám tin tưởng vào hai mắt mình. Lại thất bại sao? Thần bí chủ nhân đạm mạc nói. Ân. Sắc mặt Bắc Minh Đường khó chịu nổi, không hề có chút ngạo khí. Ngược lại bởi vì sợ hãi thần bí chủ nhân thất vọng mà cảm thấy thập phần tự trách, hận không thể tự tát hai cái vào mặt mình. Phế vật! Thần bí chủ nhân không chút khách khí nói. Bắc Minh Đường vốn muốn nói ta là phế vật, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể càng phế vật hơn ta, nhưng lời nói đến miệng lại thu trở về, bởi vì hắn không dám chống đối thần bí chủ nhân. Chủ nhân là vì Phong Phi Vân nên tự mình chạy đến sao? Bắc Minh Đường hỏi. Không phải chuyện của ngươi. Ít hỏi thì tốt hơn. Ánh mắt thần bí chủ nhân nhìn về hướng vô lượng tháp, mang theo chờ mong nồng đậm. Phong Phi Vân ngươi ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng, ngươi nếu ngay cả tầng thứ 5 cũng không xông qua được thì cũng không xứng là yêu ma chi tử rồi. Bên kia, lại có người chạy đến vô lượng tháp. Đúng là hai vị nghịch thiên tài tuấn của Phong gia, Tiểu Tà Ma và Phong Lăng Cơ. Ta cho ngươi biết, đợi tí nữa sau khi tiến vào vô lượng tháp tất cả đều phải dựa vào mình. Ta không thể nào quản ngươi được, gặp nguy hiểm không thể chống lại thì cứ chủ động trốn chạy để khỏi chết, ngàn vạn đừng đợi ta tới cứu ngươi, biết không? Tiểu Tà Ma ôm Bạch Miêu Nhi, đi ở phía trước, thanh âm còn có chút trẻ thơ, nhưng lại mang theo ngữ khí dạy bảo nói với Phong Lăng Cơ, nàng nói cực kỳ nghiêm túc, căn bản không giống như một tiểu cô nương 12 tuổi. Tiểu Đường muội nói đúng, ta đã nhớ kỹ rồi. Phong Lăng Cơ đi theo sau lưng Tiểu Tà Ma không ngừng gật đầu xác nhận như gà mổ thóc. Tiểu Tà Ma đột nhiên dừng bước lại, lời nói thấm thía mà nói. Phong Lăng Cơ, ngươi cũng không nên qua loa ta. Vô lượng tháp đối với ta mà nói, chỉ có thể coi là nơi tiểu hài tử chơi đùa, không có bất kỳ tính khiêu chiến nào cả. Nhưng đối với ngươi mà nói, có thể xông đến tầng thứ 4 là chuyện tương đối gian nan rồi, nếu xông không qua thì ngàn vạn đừng nên miễn cưỡng. Bảo vệ tánh mạng mới là việc ngươi nên làm. Ta nào dám qua loa Tiểu Đường muội, cho ta mượn một cái mật gấu nữa ta cũng không dám a hát. Phong Lăng Cơ trong lòng chột dạ, rất muốn phản bác, nhưng lại không dám chống đối nàng, Đường ca này làm thật sự quá biệt khuất a. Đây nào giống như Đường ca chứ, quả thực chính là tiểu đệ của nàng mà. Tiểu Tà Ma có gương mặt thiên sứ, tựa như một vòng trăng sáng, bộ dáng sôi nổi, vô ưu vô lự. Nhưng lại có một khỏa ác ma tâm, nếu đắc tội nàng, đừng nói là Đường ca, coi như là anh ruột cũng phải chết. Tiểu Tà Ma rõ ràng cũng tới, đây chính là một tiểu nữ hài thiên phú cao đếp biến thái, lúc 9 tuổi đã lực áp toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn Nam Thái Phủ, hôm nay không biết đã đạt đến tình trạng nào rồi. Ầm ầm, chân trời hào quang vạn trượng, 8 đạo thần hoa bay tới, 8 cổ hạo nhiên chi khí chấn nhiếp thương khung, cuồn cuộn áp áp. Khí thế bàng bạc tựa như 8 tòa núi lớn. Là 8 vị đại nội cao thủ, mỗi người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn, bọn hắn chính là bát bộ long liễn hộ giá, những nơi đi qua, vô số tu sĩ đều quỳ rạp xuống đất. Trong bát bộ long liễn chính là hoàng gia thiên nữ La Phù công chúa, nhìn thấy La Phù công chúa, như gặp tần đế, chỉ có nghịch thiên tài tuấn xuất thân danh môn mới có thể không quỳ, nhưng cũng phải khom người hành lễ. Rõ ràng ngay cả La Phù công chúa cũng đến rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh bát bộ long liễn là ai kìa? Một vị đệ tử chỉ lên trời cao, hai mắt kinh dị, rung động rất sâu. Đó là, đệ nhất thiên tài Thiên Vân Phủ, Thích Dạ Lai. Thiên Vân Phủ chính là một trong bát đại phủ nha của thần Tấn Vương Triều. Dĩ nhiên là hắn, chả trách sao lại quen thuộc như vậy,
Thích Dạ Lai và nửa năm trước đã xông đến tầng thứ 6 vô lượng tháp, chính là tuyệt đại thiên kiêu thứ tư trong 30 năm qua có thể ở cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ 6. Nghe nói nửa năm qua, tu vị Thích Dạ Lai đột nhiên tăng mạnh, đã sắp độ địa kiếp, trùng kích thiên mệnh đại cảnh rồi. Hắn đây là muốn trước khi đột phá cảnh giới thiên mệnh xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, trở thành vị thiên kiêu thứ 7 có thể ở cảnh giới thần cơ đã xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7 từ trước đến nay của Vạn Tượng Tháp. Vạn Tượng Tháp đã có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm qua, tổng cộng cũng chỉ có 6 nhân kiệt có thể ở cảnh giới thần cơ đã xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7, mỗi người đều là chủ nhân một thời đại. Thích Dạ Lai nếu có thể xông đến tầng thứ 7, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Vạn Tượng Tháp. Rõ ràng có thể ở cảnh giới thần cơ xông đến vô lượng tháp tầng thứ 6, chuyện này quả thật rất giỏi, khiến Phong Phi Vân cũng nhịn không được muốn xem, đây rốt cuộc là nhân vật thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời. Thích Dạ Lai cưỡi dị thú Bạch Câu, bay bên cạnh Bát Bộ Long Liễn, bộ dáng chỉ chừng trên dưới 20, một đôi mắt sáng ngời tựa như hàn tinh, mặc dù cách xa mấy ngàn thước cũng có thể thấy được ánh mắt hắn đang chớp động lên hào quang. Ngươi có mấy tầng nắm chắc có thể xông đến tầng thứ 7. Bên trong Bát Bộ Long Liễn truyền đến thanh âm của La Phù Công Chúa. Thích Dạ Lai chính là thủ tịch môn khách của La Phù Công Chúa, nàng ôm hy vọng rất lớn với hắn, cho nên biết hắn muốn tới sông Vô Lượng Tháp, La Phù Công Chúa liền tự mình chạy đến trợ trận. Bởi vậy đó có thể thấy được trình độ coi trọng của La Phù Công Chúa đối với Thích Dạ Lai đến mức nào. Nắm chắc 3 phần. Thích Dạ Lai nói. Nắm chắc 3 phần, tốt, nếu ngươi có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7, ta liền ban cho ngươi một kiện linh khí. La Phù Công Chúa nói. Thích Dạ Lai tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, sâu trong đồng tử có vài phần thâm thúy chi quang, một kiện linh khí có lẽ có thể đơn giản thu phục được người khác, nhưng lại không thỏa mãn được hắn. Thích Dạ Lai lên tiếng, liền từ trên trời cao rơi xuống, không hề nhìn đến các học viên khác trong cốc, trong mắt hắn. Những học viên này cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi. Cũng quả thật có rất nhiều tu sĩ đều bị khí tức vô tình tản ra từ trên người Thích Dạ Lai đè đến mức không ngẩng đầu lên đường, cả đám đều sợ hãi rụt rè lui về phía sau, trong lòng có một cổ tự ti theo bản năng khi đứng trước mặt thiên nhân nhân kiệt. Nhưng có mấy người ngoại lệ, ví dụ như Phong Phi Vân, ví dụ như Kỷ Phong, lại ví dụ như Tiểu Tà Ma. Ầm ầm, đột nhiên, đất rung núi chuyển. Đại môn của vô lượng tháp tự động mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, ô quang trùng thiên, tựa như biển cát xương trắng, mênh mông cuồn cuộn mà khiếp người. Dưới cổ khí tức này, tất cả mọi người đều ngừng thở, trang nghiêm túc mục, thật giống như bên dưới đáy tháp có một thần linh viễn cổ đang cư ngụ vậy. Bên trong lục tục có mười mấy tu sĩ bị thương thật nặng đi ra, thậm chí có người cánh tay gãy đoạn, con mắt nghiền nát, bị thương thập phần nghiêm trọng. Phong Phi Vân từ trên người của bọn hắn đã thấy được chiến ý kiên nghị, lại thấy được hưng phần vì sống sót sau tai nạn. Xem ra vô lượng tháp này cũng không phải nơi thú vị gì, không cẩn thận chút nói không chừng sẽ chết ở bên trong, thi cốt cũng không ai hốt, đây là một nơi tàn khốc, nếu không lượng sức mà đi thì chỉ tổ toi mạng. Thích Dạ Lai lắc mình một cái, đã tiến nhập vào vô lượng tháp, thân hình bị hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Những người này rất nhiều đều không phải lần đầu tiên xông vô lượng tháp, cả đám đều nối bước đi vào, nhưng Phong Phi Vân lại không cần gấp gáp, hắn đứng ở sau lưng mọi người, là người cuối cùng tiến vào vô lượng tháp. Bành! Cửa tháp lần nữa đóng cửa. Trước mắt là một mảnh thế giới đen kịt, những người khác đã biến mất vô tung, thật giống như vào một khắc khi bước vào vô lượng tháp, mỗi người đều đã tiến vào trong một không gian bất đồng rồi vậy. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Vô lượng tháp tầng thứ nhất. Thanh âm này không biết từ chỗ nào vang lên, cũng không biết là người phương nào phát ra, không có đi qua tai Phong Phi Vân đã trực tiếp tự xuất hiện trong óc hắn. Đây không phải thanh âm, đây là một đạo thần niệm từ viễn cổ bảo tồn xuống, hằng cổ trường tồn, vạn năm bất diệt, bất luận kẻ nào bước vào vô lượng tháp, trong óc đều hiện ra thanh âm này. Ta là thủ hộ giả vô lượng tháp tầng thứ nhất, cổ man. Đột nhiên, trong không gian vô biên đen kịt đã một vòng vầng sáng. Có ánh sáng liền có thể mơ hồ thấy rõ không gian chung quanh. Phong Phi Vân giờ phút này giống như đờ nác đứng trên một cái bệ đá treo trên bầu trời, bệ đá chỉ có 3 bước vuông, vô luận là đi hướng nào, chỉ cần bước ra 3 bước thì sẽ lập tức rơi xuống thâm uyên vạn trượng ngay. Phía dưới, sương mù lượn lờ, nhìn không thấy đáy, một khi té xuống,
khẳng định sẽ phải chết không toàn thây. Chỉ khi ngươi chiến thắng ta, mới có thể tiến nhập vào vô lượng tháp tầng thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua, nếu không nhận thua thì ta sẽ một mực công kích đến, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Một cự nhân thân cao 6 mét cũng đứng trên bệ đá nhỏ hẹp, hắn chính là thủ hộ giả vô lượng tháp tầng thứ nhất, Cổ Man. Bệ đá vốn chỉ có 3 thước vuông bị thân thể cao lớn của Cổ Man chiếm hơn nửa, không gian hoạt động của Phong Phi Vân trở nên thập phần nhỏ hẹp, hắn tùy ý xông tới một lần cũng đã có thể đụng bay Phong Phi Vân vào thâm uyên vạn trượng rồi. Cổ Man cũng không phải cự nhân chân chánh, chỉ là do khôi lỗi trận pháp tụ tập linh khí, hợp thành một đạo linh khí chi thân. Cũng giống như dị thú chiến hồn vậy, tuy rằng không phải thật thể chân chánh nhưng lại có được lực công kích chân thật. Tu vị của Cổ Man cự nhân này đương với thần cơ đỉnh phong, một quyền có thể đánh ra lực lượng mười mấy vạn cân, làn da thân thể tựa như được chế tạo từ kim loại, cốt cách cứng rắn như kim cương. Khảo nghiệm tầng thứ nhất vô lượng tháp chính là chiến thắng Cổ Man cự nhân tu vị ngang với bản thân. Bắt đầu đi, Phong Phi Vân nói. Cổ Man cự nhân cách Phong Phi Vân rất gần, nắm đấy lớn như một cái cối xay lập tức đánh tới đầu Phong Phi Vân. Tuy rằng thân hình hắn khổng lồ nhưng động tác lại thập phần linh mẫn, hơn nữa lực lượng một quyền này đủ để đánh cho một người sắt cũng phải biến dạng. Bá! Thân thể Phong Phi Vân chùn xuống, trên bàn tay đánh ra 6 đầu kỳ ngưu chi lực, hóa trưởng thành chỉ, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở đầu ngón tay điểm tới lồng ngực Cổ Man cự nhân. Phốc! Cả người Phong Phi Vân tựa như một thanh cự kiếm, từ trong thân thể Cổ Man cự nhân xuyên ra, bỗng nhiên quay người, trên hai tay tràn đầy linh mang. Ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp xé thân thể cao lớn của Cổ Man cự nhân thành hai nửa, toàn bộ động tác đều không chút dài dòng, cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Bành, bành, hai nửa thân hình bạo liệt ra, biến thành khói xanh. Vô lượng tháp tầng thứ nhất thông qua. Một thanh âm từ sâu trong lòng đất vô tận truyền đến, vẫn là không hề thông qua tai Phong Phi Vân, trực tiếp xâm nhập vào trong óc. Khói xanh do thân thể Cổ Man cự nhân biến thành chậm rãi ngưng tụ. Biến thành một vầng sáng màu xanh lớn chừng đầu ngón út, trực tiếp bay vào ngực Phong Phi Vân, sau đó sáp nhập vào thân thể của hắn. Sau khi đoàn vầng sáng màu xanh này dung nhập thân thể, liền khuếch tán khắp toàn thân, sáp nhập vào cơ bắp và huyết dịch, cả người giống như được ăn phải vật đại bổ vậy, khiến thân thể Phong Phi Vân lần nữa được cải tạo một phen. Oanh! Bàn tay Phong Phi Vân đánh một chưởng vào không khí, 7 đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra. Lực lượng hằng hung hãn, mang đến cho người cảm giác không thể ngăn cản. 7 đầu kỳ ngưu chi lực, cũng có nghĩa là lực lượng một trưởng lên đến 64 vạn cân. Trước khi tiến vào vô lượng tháp, Phong Phi Vân căn bản không đánh ra được 7 ngưu chi lực, nhưng vừa rồi xông qua tầng thứ nhất vô lượng tháp, vầng sáng màu xanh kia gia tăng lực lượng hắn lên 6 vạn cân, lúc này mới có thể đánh ra 7 ngưu chi lực. Thì ra xông vô lượng tháp có thể được ban thưởng. Chỉ mới thông qua tầng thứ nhất đã nhận được 6 vạn cân lực lượng, xông qua tầng thứ hai, tầng thứ ba. Sẽ được ban thưởng thế nào đây? Phong Phi Vân rốt cục hiểu rõ những đệ tử vạn tượng tháp kia vì sao đều không muốn sống đến xông vô lượng tháp, thì ra mỗi khi xông qua một tầng đều có được chỗ tốt lớn như thế. Chỉ là những phần thưởng này, rốt cuộc là bản thân vô lượng tháp có sẵn hay là do vạn tượng tháp an bài đây? Nếu những phần thưởng này đều là vạn tượng tháp an bài vậy thì những tài nguyên tu luyện này là từ đâu mà đến, căn bản không phải bất kỳ một tiên môn nào có thể chịu nổi. Nếu những phần thưởng này đều là bản thân vô lượng tháp có sẵn, vậy thì thật người không thể không lần nữa coi trọng vô lượng tháp hơn rồi, đây tuyệt đối không chỉ là một tòa thần tháp khảo thí thiên phú tu sĩ đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất phải chiến đấu với Cổ Man cự nhân tu vị giống mình, tu sĩ bình thường căn bản ngay cả tầng thứ nhất cũng không xông qua được. Độ khó đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng biến thái. Bệ đá treo trên bầu trời này đột nhiên trầm xuống, mang theo thân thể Phong Phi Vân rơi xuống dưới 100 mét mới dừng lại. Phía dưới bệ đá vẫn là sương mù mênh mông cuồn cuộn, không thấy được điểm cuối, càng không biết vô lượng tháp tổng cộng có bao nhiêu tầng. Vô lượng tầng thứ hai, từ đây tiến vào. Ở trên 100 trượng, trên thạch bích có khắc một hàng chữ cổ như thế. Vô số linh khí tụ tập trong không khí. Biến thành một đầu linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời, một đầu kết nối lấy huyền không thạch đài, một đầu kết nối lấy mảnh thạch bích kia. Linh khí tiểu đạo tựa như một cây cầu treo bằng dây cáp kết nối lấy hai ngọn núi, không ngừng lay động trong không khí, người bình thường đi ở trên đó, nói không nhất định sẽ bị vung bay ra ngoài. Phong Phi Vân dọc theo đầu linh khí tiểu đạo này đi tới chỗ thạch bích,
duỗi ra một tay, chạm tới trên thạch bích đen kịt kia, thạch bích kia tựa như vằn nước, phát ra từng đạo rung động hình tròn. Xoạt! Phong Phi Vân trực tiếp xuyên thấu vào trong thạch bích. Hoan nghênh đi vào vô lượng tháp tầng thứ hai. Một bóng đen lơ lửng trong không khí nói với Phong Phi Vân. Hắn không có thân thể chân thật, tựa như một đầu u linh vậy, thanh âm tràn đầy âm trầm và khắc nghiệt chi khí. Đây là một thiết lao lơ lửng trên giữa không trung, dài rộng chừng 30 mét, bốn phía lồng sắt và trên đỉnh đều là thiết trụ to như cánh tay, quấn đầy khóa sắt, trên thiết trụ tỏa ra từng tia hàn khí. Thiết lao này không có bất kỳ lối ra nào, mà bên ngoài thiết lao cũng là hắc ám vô tận, tòa lao ngục này thật giống như lơ lửng trong vũ trụ vậy. Phong Phi Vân chỉ biết là, sau khi bàn tay hắn lún vào trong thạch bích, trước mắt liền tối sầm. Lúc lại có thể nhìn thấy thì đã xuất hiện trong tòa thiết lao cự đại này rồi. Như thế nào mới xem như xông qua vô lượng tháp tầng thứ hai? Phong Phi Vân tỉnh táo nói. Bóng đen lơ lửng trên thiết lao, nói. Trong vô lượng đại ngục tổng cộng có 3 tàn hồn tu vị tương đương ngươi, ngươi chỉ cần có thể chém giết hết bọn chúng liền coi như là xông qua tầng thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua, ngươi nếu không nhận thua thì bọn hắn sẽ một mực công kích đến, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Hãy bớt xàm ngôn đi, bắt đầu đi. Phong Phi Vân triển khai ra 2 đạo thần niệm, bắt đầu nghiêm túc đề phòng. Vô lượng tháp tầng thứ 2 độ khó lớn hơn tầng thứ nhất gấp 3 lần, nếu cứ vậy điệp ra tiếp, đến đằng sau độ khó sẽ điệp ra đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Tầng thứ 2 là gấp 3, tầng thứ 3 là gấp 9, tầng thứ 4 là gấp 27, tầng thứ 5 chính là gấp 54. Khó trách ngay cả những người như Bắc Minh Đường, Huyết Phú cũng không thể xông qua tầng thứ 5. Khảo nghiệm của vô lượng tháp thật sự quá biến thái rồi. Bá, 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 bá. 3 đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong thiết lao, tựa như 3 đạo quỷ hồn vậy, không có một chút sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào một đôi mắt. Bọn họ đều là cảnh giới thần cơ đỉnh phong. 3 đạo bóng đen đồng thời ra tay, bay tới chỗ Phong Phi Vân, tốc độ nhanh tựa như 3 đạo hắc mang. Đã không thể thấy rõ bóng dáng bọn hắn đâu nữa. Phá! Những tốc độ Phong Phi Vân lại nhanh hơn, một chưởng đánh vào ngực một bóng đen, đánh nát bóng đen này, chấn đến chia 5 x 7, biến thành một đám sương mù màu đen. Tu vị tương đương, nhưng chiến lực của Phong Phi Vân lại cực kỳ biến thái. Nếu là một chọi một, Phong Phi Vân có thể miểu sát tu sĩ cùng cảnh giới bình thường. Nhưng đạo bóng đen này sau khi bị chấn nát thì lại lần nữa ngưng tụ thân hình. Xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, một chảo đánh úp về phía lưng hắn. Cái gì, không chết, lại có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình. Phong Phi Vân cảm giác được sát khí đậm đặc sau lưng, một cổ rét lạnh kích thích cột sống, nếu bị bóng đen kia một chảo đánh trúng, nhất định sẽ xuyên qua thân thể, ngay cả cột sống cũng bị bóp nát mất. Oanh! Phong Phi Vân cưỡng ép hướng lướt qua bên phải, hiểm hiểm né được một chảo này, nhưng quần áo sau lưng lại bị xé nát. Trên lưng lưu lại đạo dấu tay huyết sắc. Vừa đứng vững bước chân, 2 đạo bóng đen khác đã giết đến, một cái đánh tới đầu hắn, một cái đánh tới ngực hắn, khí thế hung hung, phong kín tất cả đường lui của Phong Phi Vân. 3 đạo bóng đen này tâm ý tương thông, phối hợp đến không chê vào đâu được, không giống như là 3 người, càng giống là một người 3 thân thể vậy. Xích hỏa thuật. Nếu lực lượng công kích đã không cách nào có hiệu quả, vậy thì dùng hỏa diễm chi lực. Phong Phi Vân thiêu đốt linh khí trong thân thể, nơi đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm màu đỏ, một chỉ điểm ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng một đạo bóng đen, hỏa diễm lấy vị trí nơi ngực làm trung tâm, bắt đầu lan khắp toàn thân nó, thân thể màu đen từng chút một bị đốt thành hư vô. Nơi ngực đạo hư ảnh màu đen này xuất hiện một lỗ thủng lớn như nắm đấm, nhưng nó không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn đằng đằng sát khí ra tay. Mặc dù không có đánh gục đạo bóng đen này, nhưng lại chứng minh xích diễm thuật quả thật có tác dụng khắc chế bọn nó. Bá! Thân thể Phong Phi Vân rất nhanh tránh thoát được, áp vào trên đỉnh thiết la ầm từ trên xuống dưới, đánh ra một trường, 7 đầu hư ảnh kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, cổ lực lượng này bao trùm trọn lấy thiết lao. Bình thường, tu sĩ mới vào thần cơ đỉnh Phong Tê chỉ có thể đánh ra 5 ngưu chi lực, cường giả trong thần cơ đỉnh Phong có thể đánh ra 6 ngưu chi lực. Mà rất ít tu sĩ thần cơ đại viên mãn có thể đánh ra 7 ngưu chi lực. Coi như là nghịch thiên tài tuấn, cũng khó có khả năng ở thần cơ đỉnh Phong đã đánh ra 7 ngưu chi lực. Phong Phi Vân sở dĩ có thể đánh ra 7 ngưu chi lực,
cũng là bởi vì hắn tu luyện bất tử phượng hoàng thân, hơn nữa xông qua vô lượng tháp tầng thứ nhất được ban thưởng 6 vạn cân lực lượng, cho nên mới làm được một bước này. Oanh, oanh, oanh. Ba cái bóng đen căn bản không thể ngăn được cổ lực lượng này, đồng thời bị chấn nát, thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, tựa như pháo hoa màu đen nổ tung ra. Nhưng rất nhanh, những sương mù màu đen này liền lại bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội lần nữa ngưng tụ thân thể, lúc này hắn đã ngưng tụ tất cả linh khí toàn thân, xích hỏa thuật từ đầu ngón tay bay ra, biến thành một đóa hỏa liên cực lớn chân áp xuống dưới. Xích hỏa thuật đại thừa, hỏa diễm có thể biến ảo tất cả hình thái, bao trọn lấy Thiết Lao. Thiên địa chi sổ, không có gì hơn đại diễn chi sổ. Xích hỏa thuật chính là trụ cột của đại diễn thuật, có thể phá tận hết tất cả si mị võng lượng trên thế gian. Ba đạo bóng đen bị hỏa liên chấn áp, thiêu đốt hầu như không còn, triệt để biến mất, không còn khả năng ngưng tụ thân hình nữa. Vô lượng tháp tầng thứ hai thông qua. Một thanh âm truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trước mắt tối sầm, lại xuất hiện ở cạnh mảnh thạch bích đen kịt kia, đứng trên linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời, bàn tay vẫn còn dán trên thạch bích, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức lạnh như băng từ thạch bích truyền đến. Rầm rầm. Khắp thạch bích đột nhiên sụp đổ, vô số hắc thạch sụp đổ, có vô số khí thể màu đen tụ tập tới chỗ Phong Phi Vân, xông vào thân thể của hắn, ngàn vạn lần, toàn bộ đều hướng về vị trí đại não dũng mãnh lao tới, ngưng tụ thành một đạo thần thức. Trong đại não xuất hiện đạo thần thức thứ ba. Ban thường của tầng thứ hai vô lượng tháp dĩ nhiên là một đạo thần thức. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện của Phong Phi Vân, ít nhất cũng phải mất đến một tháng mới có thể tu luyện ra đạo thần thức thứ ba. Nhưng xông qua tầng thứ hai vô lượng tháp lập tức đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứ ba, tiết kiệm một tháng thời gian tu luyện. Càng đi về phía sau, tu luyện thần thức cũng càng thêm gian nan, những tu sĩ thần cơ đỉnh phong tu luyện ra 7 đạo thần thức, 8 đạo thần thứ kia không người nào mà không phải là dùng mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Nếu tầng thứ ba vô lượng tháp cũng là ban thưởng một đạo thần thức vậy thì thật quá tốt rồi. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm bức thiết. Rất nhanh quay lại khối bệ đá treo trên bầu trời kia, chuẩn bị lập tức tiến vào tầng thứ 3 vô lượng tháp, độ khó của vô lượng tháp tầng thứ 3 có thể cao hơn gấp 3 lần so với tầng thứ 2. Sau khi ngưng tụ ra đạo thần thức thứ 3, Phong Phi Vân cảm giác chiến lực của mình lại tăng lên một mảng lớn, đây là một loại cảm giác rất rõ ràng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, mà ngay cả giác quan cũng nhạy cảm hơn không ít. Ầm ầm, bệ đá treo trên bầu trời lại trầm xuống trăm thước. Nhiệt độ lòng đất càng ngày càng cao, tuy rằng loại biến hóa này rất phi diệu, nhưng Phong Phi Vân lại có thể cảm giác được rõ ràng. Sau khi tiến vào vô lượng tháp tầng thứ ba, khối bệ đá treo trên bầu trời kia rốt cục cũng biến mất, nói cách khác đường kế tiếp bản thân Phong Phi Vân phải tự mình đi lấy, sẽ càng ngày càng gian nan. Dọc theo một con đường không biết đi về phía trước, Phong Phi Vân không dám khinh thường chút nào cả, phải biết rằng rất nhiều thiên tài chính là bại lui ở vô lượng tháp tầng thứ ba. Trong đó tự nhiên không thiếu đỉnh tiêm cường giả. Đi vào một cái huyệt động đen kịt, dưới chân là thang đá từ cổ chí kim, uốn lượn xuống phía dưới, bên trong thập phần yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cước bộ của mình. Thang đá thông đạo vô cùng vô tận, thật giống như đi thông vào sâu trong địa tâm, địa ngục minh phủ vậy. Phong Phi Vân từng bước một đi xuống dưới, vừa bắt đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau khi đi được mấy trăm bậc thang thì hắn liền đẩy nhanh bộ pháp. Liên tiếp vọt xuống dưới mấy ngàn bậc thang, nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng, ngược lại giống như dậm chân tại chỗ vây. Lại là trận pháp trong vô lượng tháp thật sự là quá nhiều, quá quỷ dị rồi. Phong Phi Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng nhiên dừng bước, một chưởng đánh tới thạch bích bên trái, một chưởng này cũng có đến vài chục ngàn cân chi lực. Oanh! Tựa như một chưởng đánh vào trên núi lớn vậy, thạch bích không chút tổn hại, ngược lại còn chấn cho cánh tay Phong Phi Vân phải run lên. Chẳng lẽ không phải ảo trận, mà là thang đá thông đạo chân thật sao? Phong Phi Vân khẽ chau mày, bác bỏ đi thuyết pháp này, căn cứ theo hai tầng trước mà xem thì mỗi tầng vô lượng tháp đại khái cao chừng 100 mét, mà mình vừa rồi đã đi xuống dưới mấy ngàn bậc thang, ít nhất cũng đã đi vào lòng đất 500 mét nhưng vẫn chưa đến nơi, thật sự không hợp lý. Khẳng định từng có không ít người bị nhốt chết ở trong thang đá thông đạo này cho nên mới không cách nào xông qua tầng thứ ba. Phong Phi Vân khoanh chân ngồi xuống, thân thể bất động như cổ tùng, phóng thần thức ra ngoài, dò xét khắp 4 phương 8 hướng thạch bích. Càng ở trong hiểm cảnh thì lại càng phải tỉnh táo.
Bên ngoài vô lượng tháp, một cỗ thanh đồng xa cực lớn lơ lửng giữa không trung, bốn đầu thao thế dị thú bị khóa sắt khóa lấy, bay ở trước thanh đồng xa, đây là bát bộ long liễn của La Phù công chúa. La Phù công chúa Huệ Chất Lan Tâm, được xưng là công chúa đẹp nhất thiên hạ, cũng là công chúa mà Tấn Đế thương yêu nhất. Công chúa, Thích Dạ Lai đã xông đã đến vô lượng tháp tầng thứ 6, vô lượng cổ kính đã chiết xạ ra đạo hình ảnh thứ nhất. Ngọc Công Công đứng ở cạnh bát bộ long liễn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ tốn một canh giờ đã xông đến tầng thứ 6, so sánh với lần trước lại nhanh hơn không ít. Trên khối bia đa cao cả y trăm trượng bên cạnh sơn cốc có một mặt cổ kính khảm nạm trong bia đá, chiết xạ ra một đạo vầng sáng sáng chói, một bức họa diện hiển ra trên cổ kính. Trong kính đúng là hình ảnh Thích Dạ Lai cường thế xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, tuổi còn trẻ, lại vô cùng cường thế, đơn giản xông qua 5 tầng trước, phong thái khiến người bị thuyết phục. Tuy rằng đây là bởi vì Thích Dạ Lai đã nhiều lần xông vô lượng tháp, đã quen việc dễ làm, cho nên mới có thể có chiến tích và tốc độ nhanh như vậy, nhưng việc này cũng rất giỏi rồi. Mà ngay cả vị lão đạo thủ tháp kia cũng phải mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu thỏa mãn. Có thể xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, chính là thiên kiêu chân chính, cũng chỉ có xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, vô lượng cổ kính mới có thể phát ra hào quang, chiết xạ ra hình ảnh bên trong. Người kia là ai? Thần bí chủ nhân cũng nhìn thấy hào quang mà vô lượng cổ kính chiết xạ. Bắc Minh Đường đứng ở sau lưng thần bí chủ nhân, cung kính nói. Thủ tịch môn khách dưới trướng La Phù công chúa, thiên vân phủ đệ nhất thiên tài, Thích Dạ Lai. Ngươi nói thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai ai cao hơn? Thần bí chủ nhân hỏi. Thích Dạ Lai năm nay gần 21 tuổi, cũng đã bước chân vào thần cơ đại viên mãn, sắp đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng. Bài danh thứ 10 trên bách tháp bảng, cũng là một người duy nhất có thể ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã chen vào top 10 bách tháp bảng, mặc dù không đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng y đã từng đánh chết một vị tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng. Bắc Minh Đường nói. Thần bí chủ nhân nói. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Bất luận tu vị, chỉ riêng thiên phú mà nói, Phong Phi Vân kém hơn Thích Dạ Lai ít nhất 3 cấp bậc. Nếu tính cả tu vị, Phong Phi Vân càng kém xa Thích Dạ Lai cả vạn dặm. Bắc Minh Đường cười lạnh nói. Thần bí chủ nhân từ chối cho ý kiến nở nụ cười, trong lúc nhất thời gió lạnh lóe sáng, thanh âm nức nở nghẹn ngào tựa như quỷ hồn đang gào rú. Soạt! Bỗng nhiên, lại một mặt vô lượng cổ kính chớp động ra hào quang. Lại có người xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, chỉ hơi chậm hơn Thích Dạ Lai một bước. Trong vô lượng cổ kính hiện ra ảnh tượng một tiểu nữ hài mặc áo đỏ, nàng ôm một con mèo con màu trắng, chậm chập đi chóc vô lượng tháp tầng thứ 6, không hề giống như đang đi trong vô lượng tháp hung hiểm vạn phần mà ngược lại như đang du ngoạn vậy. Mà ngay cả Thích Dạ Lai đã nhiều lần xông vào vô lượng tháp cũng không được thong dong như nàng. Là tiểu tà ma của Nam Thái Phủ Phong gia, lão tổ Phong gia vậy lại thả nàng ra, ông trời ơi, tiểu tà ma này rõ ràng cũng tới vạn tượng tháp. Đệ tử canh giữ bên ngoài vô lượng tháp chính là người thừa kế một đại gia tộc ở Nam Thái Phủ, 3 năm trước đây đã từng nếm nhiều thiệt thòi trong tay tiểu tà ma, thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay tiểu tà ma mới chỉ 9 tuổi. Giờ phút này, hắn nhận ra tiểu tà ma, trong lòng thập phần khiếp sợ. Trong vòng một ngày, vậy mà xuất hiện 2 thiên tài xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6, loại chuyện này xác suất tương đối nhỏ, nhưng bây giờ lại xảy ra. Trên tấm bia đá kia lóe ra 2 mặt vô lượng cổ kính, một mặt hiện ra hình ảnh tiểu tà ma, một mặt hiện ra hình ảnh Thích Dạ Lai, 2 mặt cổ kính, đại biểu cho 2 vị nhân kiệt sáng ngời như hằng tinh. Hôm nay trong vô lượng tháp thật sự náo nhiệt, ta lúc trước trông thấy Kỷ Phong và Phong Phi Vân cũng tiến nhập vô lượng tháp, 2 người này đều là đỉnh tiêm thiên tài của Nam Thái Phủ. 2 người bọn họ nếu cũng xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6, đoán chừng sẽ kinh động cả mấy lão gia hỏa cấp bậc tháp chủ đến cũng nên. Lão đạo ngồi xếp bằng dưới tấm bia đá kia trong lòng cũng có chút rung động, trong tay áo bay ra 8 đạo ngọc phù, hóa thành 8 đạo bạch hồng biến mất ngoài thiên mạc, truyền tin tức ở vô lượng tháp cho mấy tên cao tầng vạn tượng tháp. Trong vòng một ngày đồng thời xuất hiện 2 thiên tài xông vào tầng thứ 6, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu còn có thể phát sinh thêm kỳ tích vậy thì càng thêm rung động nhân tâm rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ mong lấy kỳ tích phát sinh, tốt nhất là kinh động một ít lão bất tử bế quan từ lâu của vạn tượng tháp ra thì mới náo nhiệt. Kỳ tích này nói không chừng thật sự sẽ xảy ra, có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là Thích Dạ Lai,
dù sao Thích Dạ Lai có thể dùng thần cơ đại viên mãn, trọng thương cao thủ cảnh giới thiên mệnh, càng là anh tài bài danh thứ 10 trên bách tháp bảng. Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là tiểu tà ma, dù sao tiểu cô nương này rất nghịch thiên, không ai nhìn thấu nàng đã đạt đến cảnh giới gì. Đương nhiên cũng có người cảm thấy là Phong Phi Vân và Kỳ Phong, một người là yêu ma chi tử, một người có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn, bất quá đều chỉ nói vậy thôi, không hề ôm nhiều hy vọng đối với họ. Vô Lượng Tháp, tầng thứ 3. Giờ phút này, Phong Phi Vân vẫn còn xếp bằng trong thang đá thông đạo đen kịt kia, thân thể hoàn toàn bị thần thức bao lấy. Phá cho ta! Phong Phi Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần thức vô tận từ trong thân thể lao ra, chấn vỡ tất cả thang đá, cũng chấn thạch bích thành cho tàn. Đây thật là một tòa trận pháp, nhưng dựa vào lực lượng lại không cách nào phá vỡ trận pháp được, phải sử dụng thần thức mới có thể phá trận. Cho nên nói sông Vô Lượng Tháp, đa phần là dựa vào tâm trí và thiên phú một người, cũng không nhất định là tu vị cao liền có thể xông đến cấp độ càng sâu. Hắc ám biến mất, thang đá thông đạo cũng không thấy đâu nữa, thân thể Phong Phi Vân phiêu nhiên nhi lạc, cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi. Hắn vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh một tòa cung điện màu son. Hoan nghênh tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 3, Vô Sát Tử Thành. Thang đá thông đạo vừa rồi chỉ là khảo nghiệm tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 3, muốn xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 3, hiện giờ mới là lúc bắt đầu. Đây là một cái không gian độc lập, một khỏa linh thạch màu trắng hình tròn cực lớn lơ lửng ở trên không, hào quang hạo miểu, tựa như một vòng ánh trăng trên bầu trời đêm vậy. Chỉ là đứng trên cung điện, nhìn vòng ánh trăng này còn lớn hơn trong thế giới thật gấp 4 lần, càng thêm sáng ngời, ánh trăng càng thêm sáng tỏ, càng thêm yên tĩnh mà duy mỹ. Nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn lại, kiến trúc cổ xưa tràn đầy màu nâu xanh một mảnh tĩnh mịch, không nhìn thấy một vật còn sống nào cả, tựa như một tòa thành cổ bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm rồi vậy. Vô Sát Tử Thành, thật sự vô sát sao? Vô Sát Tử Thành, yên tĩnh và bao la. Toàn bộ tầng thứ 3 Vô Lượng Tháp giống như đều là trong Vô Sát Tử Thành, kiến trúc phong cách cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, cổ phố thạch bích đều vỡ ra, mà cung điện hai bên đều đóng chặt đại môn. Có một cổ khí tức nguy hiểm từ bên trong truyền ra, khiến người không dám tới gần. Tòa cổ thành dưới mặt đất này thật sự rộng lớn, liếc nhìn lại không thấy biên giới, Phong Phi Vân đi thật lâu bên chóp cũng chỉ bồi hồi ở một góc thành cổ. Không có người nào nói cho hắn biết phải làm sao mới coi như thông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 3, mà ngay cả cửa vào tầng thứ 4 cũng cần tự hắn tìm tòi. Mà những thiên tài tiến vào Vô Lượng Tháp khác ngay cả một người cũng không thấy mặt. Cũng không biết những người này đã tới Vô Sát Tử Thành chưa, bất quá cho dù bọn hắn đã ở trong Vô Sát Cổ Thành này thì chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau. Dù sao Vô Sát Cổ Thành thật sự quá lớn, quá bao la, giống như một thế giới cỡ nhỏ vậy. Rõ ràng có thể hình thành một cái không gian thế giới độc lập, thần tấn vương triều tuyệt đối không ai có thể kiến tạo ra Vô Lượng Tháp, coi như là đại thần thông giả cảnh giới vũ hóa cũng khó có khả năng có thủ đoạn như thế. Trong thân thể Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cổ khí tức như có như không, cổ khí tức này mang đến cho hắn cảm giác tương đối cổ quái, tựa hồ toàn bộ trung tâm Vô Lượng Tháp đều tập trung ở đó vậy. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng loại cảm giác này lại tồn tại chân thật, khiến Phong Phi Vân càng thêm kỳ vọng có thể vọt vào sâu trong Vô Lượng Tháp xem thử đoàn khí tức kia rốt cục là gì. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, dừng bước lại, đứng ở một góc thành cổ. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm chấn động nổ vang, cuồn cuộn nung đưa, đại khí khiếp người. Một tòa cung điện khổng lồ từ đỉnh đầu chấn áp xuống, cổ thanh âm xé gió kia đặc biệt rõ ràng, giống như một tòa núi lớn bị người đẩy xuống vậy. Rốt cục xuất thủ. Xíu, yêu yêu. Thân thể Phong Phi Vân như kiếm, bắn thẳng đến mà lên, có khí tức sắc bén bạch hồng quán nhật trực tiếp xuyên phá cung điện, bay đến giữa không trung, sau đó lại từ trên xuống dưới, một chưởng đè xuống. Bảy đầu hư ảnh kỳ như màu xanh từ trong lòng bàn tay lao ra, phát ra bảy tiếng chu liên rung trời động địa, giống như một đám thần nghiêu ngang trời mà qua vậy. Bá! Bên trong cung điện, một cổ huy hoàng chi khí bay lên, chấn vỡ cung điện đang nhanh chóng rơi xuống, vô số vách tường và gạch ngói vụn tung bay bốn phía, một đầu mãng xà dài đến 16 mét lao ra, há miệng nhổ một cái, một mảnh hắc khí ăn mòn lập tức bắn ra. Trong cung điện cực lớn kia vậy mà có một đầu cự mãng. Trên người dài khắp thanh lân, giữa lân phiên chảy ra mủ dịch, một đôi xà nhãn đen kịt mà độc ác lớn như đầu người. Lưỡi rắn đỏ tươi phun ra nuốt vào,
thập phần khiếp người. Suy suy, mãng xà chi thân còn lớn hơn cả thùng nước cấp tốc bay trong không khí, đụng nát một đầu hư ảnh kỳ ngưu trong đó, trên lân phiến ứa ra ánh sáng màu đỏ, phóng về phía Phong Phi Vân. Xà vụ thật độc, ống tay áo Phong Phi Vân bị xà vụ dính vào, lập tức đã bị ăn mòn thành màu đen, biến thành đen xám. Thân thể trầm xuống, Phong Phi Vân rơi xuống trên mặt đất, cự mãng cũng theo đó vọt xuống, thân hình bị khói đen đậm đặc bao lấy, toàn thân tanh hôi khiến người phải buồn nôn. Oanh! Bên người có một tòa cung điện màu xanh bay lên, lăn áp qua, bụi mù đầy đất, đá vụn bay khắp bốn phía, một đầu hạt độc tử cao 4 mét phá vỡ vách tường dày 1 mét, huy động hai cái cự kìm sắc bén như đao lao đến. Đát đát! Cự hạt dẫm nát phiến đá trên mặt đất, tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã vào tới trước mặt Phong Phi Vân. Bá! Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, lướt ngang tầm hơn 10 trượng, tránh thoát khỏi đợt giáp công của cự mãng và cự hạt. Đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ ở trong Vô Sát Tử Thành, trong mỗi một tòa cung điện đều chiếm cứ một đầu độc vật cổ xưa, chiến lực quả thực không dưới dị thú 400 năm năm, tăng thêm kịch độc trên người chúng nó, lực phá hoại quả thật còn mạnh hơn cả dị thú. Thật giống như đáp lại suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, hơn 10 tòa cung điện chung quanh đồng thời bắt đầu rung động. Oanh! Hơn 10 tòa cung điện đồng thời đánh tới Phong Phi Vân, đây là một màn tràng cảnh to lớn, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm, giống như hơn 10 tòa núi nhỏ bay nhanh trên bầu trời vậy. Đây nào phải Vô Sát Tử Thành chứ, quả thực khắp nơi đều là sát cơ. Hắc thủy thuật. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, xuyên qua một tòa cung điện, bên trong huyết phụ tuôn ra, truyền ra một tiếng hí thê lương, một đầu cự tích bị hắc thủy thuật tiêu diệt. Bá. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua giữa những độc vật này, không ngừng đánh ra từng đạo hắc thủy chi thuật, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ đã có 13 cổ thi thể khổng lồ ngang dọc trên mặt đất, có mãng xà dài hơn 10 thước, độc hạt cao hơn 4 mét, có ngô công mọc ra trên trăm cái chân. Tất cả thi thể đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn độc vật, biến thành một mảnh độc vân, đậm đặc gắn vào đỉnh đầu Phong Phi Vân, phô thiên cái địa ép xuống dưới. Âm hồn bất tán. Phong Phi Vân không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. Trong lòng bàn tay sinh ra một đóa hỏa liên đỏ thẫm, bay thẳng trời cao, khói độc đầy trời lập tức bị đốt sạch. Khói đen tan hết, vầng sáng rơi vãi xuống. Linh thạch nhô lên cao, giống như một vòng trăng tròn không tì vết sáng tỏ vạn dặm, sáng ngời mà yên tĩnh. Vô lượng tháp tầng thứ 3 thông qua. Hào quang rơi là tả đến đỉnh đầu Phong Phi Vân, ở trong đầu của hắn ngưng tụ thành một đạo thần thức thứ 4 đúng thời cơ mà sinh. Thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức, mỗi khi luyện ra một đạo thần thức, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn một phần, cảnh giới cũng theo đó tăng lên một đoạn. Oanh! Mặt đất sụp đổ, đất thạch tan vỡ, một đầu thang đá hiện ra ra, kéo dài vào bóng tối trong lòng đất, đây là thông đạo tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Phong Phi Vân không hề có chút do dự lập tức đi vào. 3 tầng trước đều dễ dàng xông qua, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 4 thì khảo nghiệm chính thức đã đến. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Thanh âm này, lúc này cũng không phải trực tiếp vang lên trong óc Phong Phi Vân nữa, mà là một cô gái mặc áo đen đang nói với Phong Phi Vân. Vô lượng tháp tầng thứ 4 hoàn toàn vượt quá dự liệu của Phong Phi Vân, bởi vì nơi này thật sự bình thường, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của một tòa cổ tháp, có vách tường treo cổ họa, có cửa sổ thanh mộc, có bàn học, có cái ghế, thậm chí còn có một giá sách. Giống như là tháp cao thư phòng. Cũng bởi vì nơi này quá mức bình thường, cho nên mới lộ ra quá không bình thường, có biến hóa rõ ràng so với 3 tầng trước, tầng thứ nhất là huyền không thạch đài, tầng thứ hai là thiết lao, tầng thứ ba là vô sát tử thành, đều là nơi hung sát. Xem ra bắt đầu từ tầng thứ 4 chính là một đường ranh giới. Cô gái áo đen kia an vị ở trước bàn sách, đang mở ra một bản thẻ tre, ngẩng đầu, cười nói với Phong Phi Vân. Vô lượng tháp tầng thứ 4 không phải sẽ an bài ngươi làm đối thủ của ta đấy chứ? Phong Phi Vân cười nói. Ta gọi Cổ Du, thần cơ đại viên mãn, ngươi nếu có thể đủ chiến thắng ta, liền xem như xông qua vô lượng tháp tầng thứ 4. Cô gái mặc áo đen kia thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ có thể nhận thua, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tầng thứ 3. Khảo nghiệm vô lượng tháp tầng thứ 4 vậy mà cũng đã là một vị cao thủ thần cơ đại viên mãn, cái này cũng qua biến thái rồi, cảnh giới cao hơn Phong Phi Vân quá nhiều, khó trách rất nhiều người đều bại lui ở tầng thứ 4,
không cách nào tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 4 cũng đã xuất hiện cao thủ cấp bậc thần cơ đại viên mãn, tầng thứ 5, tầng thứ 6 hẳn sẽ càng thêm biến thái. Phong Phi Vân rốt cục không kỳ quái, vì sao bọn người Bắc Minh Dương và Huyết Vũ lại thua ở tầng thứ 5, không cách nào tiến vào tầng thứ 6, tầng thứ 4 cũng đã đáng sợ như thế, độ khó của tầng thứ 5 có thể nghĩ. Đương nhiên thần cơ đại viên mãn cũng có phân ra cao thấp, cô gái mặc áo đen này chính là loại yếu nhất trong thần cơ đại viên mãn, bất quá cũng chỉ là so với thần cơ đại viên mãn thôi. Phong Phi Vân cười lắc đầu, hắn đã sớm muốn đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn rồi, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, làm sao có thể nhận thua. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ không lưu thủ đâu, ngươi có thể ngay cả cơ hội hô nhận thua cũng không có đâu. Cô gái mặc áo đen vẫn đứng cạnh bàn học, thản nhiên nói, ngón tay còn nắm lấy cuốn thẻ tre kia. Bắt đầu đi. Phong Phi Vân gọn gàng dứt khoát nói. Cô gái mặc áo đen này cũng là do khôi lỗi trận pháp ngưng tụ linh khí mà thành, nhưng so sánh với những đối thủ ba tầng trước, nàng đã có được trí tuệ nhất định, có thể trao đổi đơn giản với Phong Phi Vân. Sau khi nhìn thấy khôi lỗi nữ tử này, trong lòng Phong Phi Vân càng thêm khẳng định vô lượng tháp tuyệt đối không phải là do những tổ tiên của vạn tượng tháp kiến tạo, sự thần dị của vô lượng tháp này khiến hắn nghĩ tới thánh linh khí mãnh. Chẳng lẽ vô lượng tháp chính là từ thánh linh khí mãnh gãy xuống, thậm chí có khả năng chính là cổ bảo ngang cấp với thanh đồng linh châu. Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều, cô gái mặc áo đen kia đã ra tay, thẻ tre trong tay nàng bị nàng đơn giản bẻ gãy, hóa thành 43 đạo trúc kiếm, đều bị linh khí bao lấy. Rời tay bay ra. Tựa như một mảnh kiếm vũ bay tới. Tổng cộng 43 đạo, mỗi một đạo đều có lực lượng giết chết tu sĩ thần cơ đỉnh phong, phong kín lấy tất cả phương vị mà Phong Phi Vân có khả năng di động, hơn nữa vừa đúng, vô luận di động một bước nào cũng có nguy cơ bị thẻ tre xuyên thủng thân thể. Không thể di động bước chân, chỉ có thể đón đỡ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã tu luyện ra 10 đạo thần thức. Trong 43 đạo này có 10 đạo bị thần trí của nàng quán trú, cũng là 10 đạo cường đại nhất. Thật là lợi hại. Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế. Trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, Phượng Hoàng Thiên Nhãn trong chớp mắt vận chuyển, tìm ra 10 đạo trúc kiếm mạnh nhất kia, toàn thân Phong Phi Vân cũng đã kéo căng, ngón tay liên tiếp điểm ra 10 lần, tốc độ nhanh như thiểm điện, 10 đạo hỏa diễm đỏ thẫm bay ra. 10 thẻ tre mạnh nhất bị chấn nát. Oanh! Miểu quỷ ban chỉ trên ngón cái cấp tốc vận chuyển, Phong Phi Vân tiến vào vô lượng tháp lần đầu tiên dùng ra lực lượng của linh khí, một cái thủ ấn cự đại chậm rãi ngưng tụ thành hình trước ngực hắn, trực tiếp đánh ra ngoài, chấn tất cả trúc kiếm thành bột mịn. Một trường rơi xuống, đạo trưởng ấn thứ hai lại đúng thời cơ mà sinh, càng thêm hung mãnh mà đại khí. Cô gái mặc áo đen cũng đánh ra một trường, một mảnh hàn khí từ giữa bàn tay mảnh khảnh bay ra. Hơi lạnh màu trắng khiệt giọt xương trong không khí cũng bị đóng thành băng tinh. Trường ấn cực lớn như đánh vào trong ao đầm, tha nê đái thủy, lực lượng không ngừng bị tiêu giảm. Ở trong vô lượng tháp, uy lực của linh khí sẽ tiêu giảm đến thấp nhất, tất cả đều phải dựa vào thiên tư nói chuyện, tài trí bình thường cho dù nắm giữ lấy linh khí, cũng không qua được tầng thứ 4. Cô gái mặc áo đen thi triển ra thiên địa tật tốc, thân hình uyển chuyển biến thành một cái bóng. Trong chớp mắt đã một trường đánh nát trường ấn cực lớn, xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân. Bóng người trong mắt Phong Phi Vân càng lúc càng lớn, vừa bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen, nhưng ngay sau nháy mắt liền có thể chứng kiến khuôn mặt cô gái mặc áo đen kia đã xuất hiện ở trước người hắn. Quá là nhanh! Trong thân thể tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn tu luyện ra 10 đạo thần thức, không phải chuyện đùa, tốc độ quả thực biến thái, so với gió, so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn nhiều. Thất âm kỳ ngưu gào rú, 7 đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn hiện ra trên bàn tay của nàng, bỗng nhiên bay ra. Hai người đã cách nhau gần trong gang tấc, 7 ngưu chi lực, nặng đạt 64.000 cân. Mang! Phong Phi Vân không tránh không né, cũng một trưởng đánh ra hư ảnh 7 đầu kỳ ngưu, cũng là 7 ngưu chi lực, đại khí huy hoàng, khí thế bàng bạc. Hai cổ lực lượng đang trùng kích lẫn nhau, 14 đầu kỳ ngưu hiện ra trong không gian không lớn. Bộc phát ra chiến uy phá núi ngược sông. Có thể dùng thần cơ đỉnh phong đã đánh ra 7 ngưu chi lực, chuyện này đã tương đối khó lường rồi. Một chiêu quyết đấu, đều là cứng đối cứng, hai người từng người lui về phía sau 3 bước, trên mặt đất dẫm ra 3 vết sâu hơi nông, không có nửa phần chần chờ, bọn họ lại lần nữa giết ra. Cũng là công kích thuần lực lượng.
Cô gái mặc áo đen làn da tựa như thép ngọc, thân thể hết sức nhỏ, nhưng lại tràn đầy linh khí dùng không cạn, dùng cảnh giới sánh ngang thần cơ đại viên mãn ngạnh kháng với bất tử phượng hoàng thân của Phong Phi Vân. Cảnh giới thần cơ đại viên mãn linh khí đã cuồn cuộn không dứt, vừa tiêu hao linh khí, liền lại có vô số linh khí ở giữa thiên địa thông qua huyệt vị trên thân thể dũng mãnh tràn vào đan điền. Sự cường đại của thần cơ đại viên mãn đã vượt qua dự đoán ban đầu của Phong Phi Vân, cường đại hơn tu sĩ thần cơ đỉnh phong quá nhiều, nếu không phải hắn xông qua ba tầng trước, tu vị lại có tịnh tiến không nhỏ thì chỉ sợ giờ phút này đã thua trong tay cô gái mặc áo đen này rồi. Ầm ầm. Hơn 30 đạo trưởng ấn cực lớn va chạm trong không khí, có rất nhiều là do Phong Phi Vân đánh ra, có rất nhiều là do cô gái mặc áo đen đánh ra, một trưởng ấn còn chưa biến mất, đạo trưởng ấn thứ hai đã tạo ra, tiếp theo là đạo trưởng ấn thứ ba, đạo trưởng ấn thứ tư. Kỳ ngưu chi lực tán loạn giữa hai người, vô số cự ngưu hư ảnh đan vào cùng một chỗ, khiến cho cả không gian đều tràn đầy uy hiếp tử vong, không cẩn thận một chút liền sẽ bị một cổ lực lượng mấy mười vạn cân chấn vỡ thân thể. Tốc độ máu chảy trong thân thể Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, huyết dịch màu vàng như là sông lớn mãnh liệt, nước cuộn trào đầm đìa, tốc độ xuất trưởng càng lúc càng nhanh, mỗi một trưởng đánh ra đều là 7 ngưu chi lực, càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ, mỗi lần cô gái mặc áo đen đánh ra 2 trưởng, hắn đã đánh ra 3 trưởng. Gần đây tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh, một mực không có thời gian tiến hành củng cố, linh khí trong thân thể pha tạp, hỗn tạp và chậm chạp. Nhưng đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã triệt để khiến hắn luyện hóa những linh khí pha tạp, hỗn tạp kia, biến thành linh khí bản thân, độ tinh thuần linh khí lần nữa đề cao. Thời gian dần qua, cô gái mặc áo đen bắt đầu bại lui, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, bị Phong Phi Vân dồn đến trong góc. Oanh! Cô gái mặc áo đen không muốn tiếp tục bị động như thế, nàng chủ động ra tay, trực tiếp phá tan kỳ ngưu hư ảnh, dùng chiêu số lưỡng bại câu thương phát động công kích. Nàng muốn đưa Phong Phi Vân vào chỗ chết, mặc dù đổi lại mình cũng vẫn lạc. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, nhưng cũng không lui về phía sau, cũng vọt tới. Giao thủ lúc này đã càng thêm hung mãnh, vô số lực lượng biến thành kỳ ngưu chi ảnh, tràn ngập giữa thiên địa, bao trùm lấy thân thể hai người vào trong, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm liên tiếp. Oanh! Sóng lực lượng hoàn toàn biến mất. Khi tất cả ngưu ảnh đều tan hết thì trong toàn bộ thư phòng liền chỉ còn mình Phong Phi Vân đứng đấy, mà cô gái áo đen kia cũng đã biến thành một thạch đầu nhân ngẫu màu đen, nằm ở trong tay Phong Phi Vân. Thạch đầu nhân ngẫu này thập phần xinh xắn tinh xảo, trông rất sống động, bộ dáng giống như đúc cô gái áo đen kia, trong mắt mang theo vài phần linh tính sống động, cái miệng nho nhỏ kia hơi chút mở ra, thật giống như có thể há mồm nói chuyện vậy. Phong Phi Vân thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Trên cánh tay phải tràn đầy huyết dịch màu vàng, thiếu chút nữa là cả cánh tay phải đều bị cô gái mặc áo đen kia phế đi rồi. Mà sau khi cô gái áo đen kia chết ở trong tay Phong Phi Vân liền biến thành thạch đầu nhân ngẫu màu đen này, cầm ở trong tay có vài phần lạnh buốt, tựa như băng chạm ngọc khắc mà thành vậy. Phong Phi Vân thử qua, cho dù dùng ra lực lượng 10 vạn cân cũng không thể làm gì được thạch đầu nhân ngẫu này, trình độ cứng rắn có thể so với một kiện linh khí. Đây rốt cuộc là vật gì? Không phải là ban thưởng thêm vào của vô lượng tháp tầng thứ tư đấy chứ. Phong Phi Vân vuốt vuốt thạch đầu nhân ngẫu một phen, ngoại trừ con mắt cực kỳ linh động kia, Phong Phi Vân thật sự không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ cả. Đương nhiên sau khi xông qua tầng thứ tư, trong đầu Phong Phi Vân đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứ năm, tu vị lại tiến thêm một bước dài, cách thần cơ đại viên mãn càng ngày càng gần. Sau khi tiến vào vô lượng tháp, tu vị lại có tịnh tiến. So với tu luyện bình thường không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, đã xem như bước chân vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Ngoại trừ ban thưởng một đạo thần thức còn có thêm một thạch đầu nhân ngẫu màu đen như vậy. Chẳng lẽ mỗi một thiên tài xông qua được vô lượng tháp tầng thứ tư đều có được thạch đầu nhân ngẫu màu đen như vậy sao? Không đúng, Huyết Vũ, Bắc Minh Đường đều xông qua vô lượng tháp tầng thứ tư, nhưng bọn hắn cũng không đạt được thạch đầu nhân ngẫu này. Vô lượng tháp không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy rằng đã nhận được thứ mà người khác không có, nhưng đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nói không chừng còn là uy hiếp chí mạng nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trong thư phòng này, lông mày nhíu lại thật sâu, vô lượng tháp tầng thứ tư này thật có chút bất thường, khiến Phong Phi Vân cảm thấy không phải mình đã đi vào một con đường sai lầm rồi giấy chứ, hoặc là nói, có người chuyên môn dẫn hắn tới một con đường không hề giống với người khác. Phương thức vượt tháp cũng hoàn toàn không giống với người khác.
Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi, Phong Phi Vân thu thạch đầu nhân ngẫu màu đen kia vào trong giới linh thạch, mà một sát na khi thạch đầu nhân ngẫu tiến vào giới linh thạch, con mắt thạch đầu nhân ngẫu màu đen cũng nhẹ nhàng nháy một cái. Nếu Phong Phi Vân thấy một màn như vậy, nhất định sẽ không chút do dự phá hủy khối thạch đầu nhân ngẫu này, nhưng dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Tuy rằng vừa rồi đại chiến rất hung mãnh, nhưng ngoại trừ cuốn thẻ tre kia ra, trong thư phòng không có bất kỳ vật gì bị phá hủy, điều này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Trên vách tường treo một bức cổ họa, chất liệu bức họa cuộn tròn kia không phải vàng không phải mộc, trên đó vẽ một bức không sơn thanh vũ đồ, tiên sơn có cây hòe, sáng sớm mưa phùn tầm tã, trên con đường lòng vòng lên núi tràn đầy mưa bụi màu trắng, trên đỉnh núi, có tường đỏ ngói xanh, thiên khuyết treo trên bầu trời, phảng phất như một tòa cổ miếu, hoặc như một tòa đạo tháp vậy. Không sơn bất không, thanh vũ bất hiết. Tuy rằng chỉ nhìn bức họa quyển như vậy, nhưng lại phảng phất khiến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không chỉ có thể chứng kiến không sơn, chứng kiến mưa bụi, thậm chí có thể nghe được tiếng mưa phùn tuôn rơi trên lá cây, còn có mùi thơm của cỏ cây hoa dại trong núi, thậm chí là cảm giác mưa phùn rơi xuống ướt sũng người. Phong Phi Vân cảm giác mình chẳng biết lúc nào đã sải bước vào trong cổ họa, xuất hiện ở trên cổ đạo trong núi, bên tai có tiếng chim hót vui sướng. Có mưa phùn ướt át đôi má, đế giày dưới chân còn dính lấy bùn nhão. Vậy mà tiến nhập vào trong một họa quyển, không, đây là vô lượng tháp tầng thứ 5. Quả nhiên trong óc Phong Phi Vân lại truyền tới thanh âm kia. Hoan nghênh tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 5. Dương mắt nhìn qua, yên ba hạo miểu, một đầu cổ đạo uốn lượn trên xuống, biến mất trong mưa bụi. Nhìn như yên lặng, tràn đầy lãng mạn, nhưng Phong Phi Vân đã ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm. Chỉ là cổ khí tức này được che giấu đặc biệt mịt mờ, giống như một kiều hoa xinh đẹp biết tản mát ra độc khí đã lặng lẽ tiếp cận tới hắn, nhưng hắn lại không cách nào phát ra ra đối phương vậy. Vô số tu sĩ đều bại lui ở vô lượng tháp tầng thứ 5, không cách nào tiến vào tầng thứ 6, trong đó càng không thiếu nghịch thiên tài tuấn, thậm chí là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đều thua ở tầng này, thậm chí là bỏ mạng ở tầng này. Tu sĩ có thể đến vô lượng tháp tầng thứ 6 giải rác không có mấy. 30 năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất của vạn tượng tháp sông vô lượng tháp, nhưng có thể ở cảnh giới thần cơ đã xông qua tầng thứ 5 thì tổng cộng chưa tới 10 người, hơn nữa bọn hắn đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân tự nhiên không dám khinh thường chút nào, lúc ở tầng thứ 4 đánh với cô gái mặc áo đen cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia đã khiến hắn bị thương, độ khó của tầng thứ 5 chính là gấp 3 tầng thứ 4, tương đương với bản thân phải đối mặt chính là 3 đối thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Có thể xông qua tầng thứ 5 hay không, cái này không chỉ phải xem thực lực, mà còn phải xem vận khí nữa. Phong Phi Vân dọc theo cổ đạo lầy lội đi lên đỉnh núi, lúc đi qua mép một con đường núi hiểm yếu, hắn thấy được một khối cổ thạch tàn phá, trên cổ thạch có khắc một hàng chữ. Đã hiểu được đạo, chết thì làm sao? Mưa rửa trôi cho bụi và lá khô dày đặc trên cổ thạch, Phong Phi Vân mới có thể thấy rõ chữ viết đã bị tuế nguyệt ăn mòn đến mơ hồ trên đó, chữ viết yêu mỹ. Ẩn chứa một cổ thiên đạo đạo tắc, tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng cổ đạo tắc đã dung hợp bên trong chữ viết kia lại không bị phai mờ. Tất cả ở đây đều lộ ra chân thật như vậy, căn bản không giống như là không gian thế giới do trận pháp huyễn hóa ra, khiến Phong Phi Vân có một loại cảm giác đây là thế giới tồn tại chân thật, ít nhất ở đây đã từng khẳng định đại đạo hưng thịnh, không phải quạnh quẽ như hiện giờ. Nói hay lắm, đã hiểu được đạo, chết thì làm sao? Phong Phi Vân gật đầu tán thưởng. Thiên hạ người có thể hiểu được đạo có bao nhiêu, nếu có thể hiểu đạo, cho dù chết ngay thì có làm sao, chung quy còn tốt hơn cứ là một con ếch ngồi đáy giếng. Cảm ơn. Thanh âm một nữ tử vang lên bên tai Phong Phi Vân. Đây không phải là vang lên trong óc Phong Phi Vân mà là trực tiếp hiện lên bên tai hắn, tựa như có một giai nhân tuyệt đại đứng ở phía sau hắn thấp giọng nói lời cảm tạ vậy. Nhưng lúc hắn quay đầu lại không thấy được người nào, một cổ hàn khí. Đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân, ai đang nói chuyện? Không sơn mưa phùn, giọt giọt tuôn rơi. Đứng trong màn mưa, chung quanh yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng, quay đầu nhìn lại, mưa bụi mịt mờ, chỉ có cái kia một đầu hiểm tiểu sạn đạo để ngang trước mắt. Căn bản không có bất luận một nữ tử nào cả. Càng không có thanh âm nữ tử. Chẳng lẽ là ảo giác? Phong Phi Vân nhắm mắt lại, năm đạo thần thức tán phát ra. Dùng thần thức dò xét thế giới vô biên này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, chung quanh đừng nói là người, mà ngay cả những chim chóc kia cũng đã bay đi xa. À,
Mở to mắt, Phong Phi Vân không dám dừng lại quá lâu chỗ này, hắn dẫm lên trên con đường nhỏ lầy lội, tiến nhập cổ sạn đạo nơi vách đá, hướng lên trên đỉnh núi. Đây là vô lượng tháp tầng thứ 5, 99% mọi người đều bại lui ở ải này, hung hiểm nơi này khẳng định đã đủ để chí mạng, bất luận chút sai lầm nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến người xông tháp phải lập tức thất bại ngay. Thế giới này tựa hồ như một thế giới chân thật sự vậy, nói không chừng còn tồn tại một ít di tích viễn cổ, có thể nhìn thấy một ít ký hiệu từ viễn cổ lưu lại cũng nên. Cũng như đầu sản đạo trước mắt này, chính là do tu vân thạch cứng rắn nhất tạo thành, nhưng hôm nay cũng đã rách mướp, rất nhiều chỗ đều đã nứt gãy, Phong Phi Vân chỉ có thể dẫm lên trên vết nứt, bay vọt tới vách đá dựng tiến về trước. Xuyên qua sản đạo, đã đến giữa sườn núi. Ở giữa sườn núi có một thạch nhân cao đến 8 mét đứng đó, chính là dùng cả khối đá trắng điêu khắc mà thành, người mặc chiến giáp, tay cầm một thanh thạch đao cực lớn, hai tay trượng kiếm, đứng ở trên sườn núi, hằng cổ bất động. Cỗ thạch nhân này cũng không thể thoát khỏi tuế nguyệt bào mòn, đỉnh đầu, bả vai đều chất đầy bùn đất, trong đất bùn càng mọc ra cỏ xanh dờn, bùn đất dưới thân càng chồng chất đến vị trí đầu gối, bao phủ lấy cả nửa người hắn. Dù vậy nhưng vẫn không thể lất át được cổ chiến ý hằng cổ vĩnh hằng trên người nó, tựa như một vị thần tướng đã từng xung phong liều chết trên sa trường, hôm nay cũng đã chôn xương đất vàng, chỉ còn một cỗ tượng thần thạch điêu. Ầm ầm, trên bầu trời một mảnh mây đen phiêu qua, tầng tầng lớp lớp, dày đặc áp áp, bên trong đan xen điện mang, phát ra từng đợt tiếng sấm đinh tai nhức óc, phá vỡ sự yên lặng của không sơn. Tiếng sấm ầm vang, nổ vang chấn trời cao. Dầm ào ào. Một đạo tia chớp to như cánh tay từ bên trong mây đen đánh xuống, vạch phá thiên mạc, bổ vào tượng đá bên người Phong Phi Vân. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên, khiến Phong Phi Vân cảm giác được không ổn, không khí cũng khẽ chấn động, thạch nhân kia tựa hồ khẽ nhúc nhích lấy. Oanh! Phong Phi Vân một cước đạp nát mặt đất, thân thể bắn ra như thiểm địa, mà cùng lúc đó một thanh thạch đao cực lớn cũng giơ lên cao, chém xuống ngay chỗ hắn vừa đứng ban nãy, khiến mặt đất phân thành hai. Một gốc cổ phong lớn bằng thùng nước cách đó không xa cũng bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra. Đây là do người đang kia huy kiếm, nó rõ ràng động, lực lượng một kiếm kia, quả thực có thể chém nát cả thạch bích dày đến 10 mét. Oanh! Thạch nhân cao 8 mét chợt rút hai chân ra khỏi bùn đất, mặt đất lộ ra hai cái hố to, mà thạch nhân cũng đã bay lên, tay nâng thạch đao lần nữa bổ tới Phong Phi Vân. Thạch đao dài chừng 6 thước, rộng 1 mét, sống dao dày như bàn tay người. Cũng không biết nặng bao nhiêu cân, một đao chém xuống, đao lãng cũng rộng đến hơn 10 mét. Oanh! Một đao kia đánh khiến mặt đất cũng run lên. Phong Phi Vân vọt đến sau lưng thạch nhân, trên ngón tay ngưng tụ ra ngàn vạn hơi nước, ngưng tụ tất cả mưa trên bầu trời vào đầu ngón tay, khiến cho không khí ướt át cũng trở nên khô ráo hơn. Hắc thủy thuật! Trên ngón tay điểm ra một cột sáng đen kịt, đánh lên trên lưng thạch nhân khiến nó bay ra ngoài, đụng vào lòng núi. Lộ ra một cái hố to màu đen. Phong Phi Vân cũng không hề buông lỏng, thạch nhân này chiến lực cũng tương đương với cô gái mặc áo đen kia, đều là mới vào cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng lực phòng ngự lại đặc biệt biến thái, hắc thủy thuật tuy rằng đánh trúng nó, nhưng lại không thể làm suy giảm gì đến nó cả. Oanh! Quả nhiên, thạch nhân từ trong lòng núi bay ra, hai tay huy lấy đại đao, nén giận chém xuống. Phong Phi Vân lần nữa né qua, nhưng cũng bị đao khí chấn đến phải lui về sau hơn trăm trượng. Lực phòng ngự của thạch nhân này không phải cường đại bình thường, nếu Phong Phi Vân tu luyện thành công chiêu thứ 5 hoàng thổ thuật thì vừa vặn có thể khắc chế nó, nhưng Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới tu luyện đến chiêu thứ 3 thanh mộc thuật, cách chiêu thứ 5 vẫn còn một khoảng cách. Ở trong vô lượng tháp, lực lượng của linh khí bị tiêu giảm đến mức thấp nhất, miểu quỷ ban chỉ không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Căn bản không thể công phá được lực phòng ngự của thạch nhân này, bị bắn ngược trở về. Oanh, oanh, oanh. Thạch nhân tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại thập phần linh mẫn, bổ một phát, một chém, quét ngang, từng bước một bước lui Phong Phi Vân về phía sau. Tảng đá kia cũng không biết là làm từ gì, quả thực còn cứng rắn hơn cả tinh thiết, Phong Phi Vân mỗi một lần cứng rắn đánh tới, không chỉ không cách nào đánh nát thạch nhân, mà ngược lại còn khiến cánh tay bị chấn đến đau nhức. Lực lượng một trường của Phong Phi Vân hiện giờ chính là 64 vạn cân, nhưng lại không cách nào tổn thương được thạch nhân một chút nào cả. Chẳng lẽ căn bản không thể công phá thân thể nó sao? Thạch nhân lại xông giết tới đây, thạch đao trong tay chém mặt đất dưới chân Phong Phi Vân ra một khe hở lớn,
toàn bộ thạch đao cả 7 mét đều lâm vào lòng đất. Cho dù Phong Phi Vân trốn đi nhanh, nhưng vẫn bị thạch đao chém rớt một mảnh góc áo, nếu lại chậm thêm chút nữa thì bị chém rớt đã không phải là một mảnh góc áo, mà là chặt đứt ngang cả người Phong Phi Vân rồi. Có cách rồi. Phong Phi Vân con mắt sáng ngời, hắn nhìn chăm chú vào thạch đao trên tay thạch nhân. Chất liệu của thạch đao này so với thạch nhân còn cứng rắn hơn nhiều, hơn nữa vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá, nếu muốn phá thạch nhân, cũng chỉ có thể dùng thạch đao. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân cũng không tránh nữa, hắn xung phong liều chết tới thạch nhân, trên bàn tay ngưng tụ 7 nhiêu chi lực, đợi đến lúc thạch nhân để đao mà chém xuống thì hắn liền ra tay công trước, tất cả lực lượng đều đánh vào chỗ khuỷu tay thạch nhân. Một cổ là lực hướng xuống dưới, một cổ là lực hướng lên. Cánh tay cực lớn của thạch đầu chấn động mạnh, khiến thạch đao dài đến 7 mét kia bị văng ra ngoài. Bá! Phong Phi Vân xuyên thẳng qua trong không khí, hai tay nắm chặt lấy chuôi đao thạch đao, giơ đao lên cao chém xuống, lưỡi đao so với thân thể Phong Phi Vân còn dài hơn gấp 3 lần, người và đao hoàn toàn kém xa. Hai tay Phong Phi Vân cầm đao, tự vấn thân mà chém, lôi ra một đạo đao khí hình bán nguyệt. Oanh! Một đao chém xuống, xẹt qua bả vai thạch nhân. Chém dụng cánh tay phải của nó xuống mặt đất. Quả nhiên chỉ có thạch đao mới có thể phá thạch nhân. Thạch nhân đã mất đi thạch đao, lại mất đi cánh tay phải liền quay người bỏ chạy, một bước có thể bước ra 10 trượng, nó nhanh chóng chạy vội lên đỉnh núi. Trốn đi đâu? Phong Phi Vân vai khiêng đại đao ngàn cân, đuổi theo phía sau, một đao bổ vào đỉnh đầu thạch nhân, chấn cho thạch nhân thành 7, 8 khối khối đá vụn, lăn xuống dưới sườn núi. Thạch đao trong tay không tổn hao gì, phong cách cổ xưa mà dày đặc, nặng tới 35.000 cân, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo thành, chỉ riêng trình độ cứng rắn mà nói thì nó đã có thể so với linh khí rồi. Thạch đao lây dính lấy máu tươi màu vàng trên tay Phong Phi Vân, mãnh liệt run rẩy lên, trong thân đao, có một đạo thạch khí xông vào thân thể Phong Phi Vân. Giờ khắc này huyết dịch trong thân thể hắn triệt để sôi trào lên, có một cổ lực lượng yêu dị mà ma tính sinh ra trong máu. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến hai mắt Phong Phi Vân có chút đỏ lên. Ầm ầm. Phong Phi Vân khiêng thạch đao 7 mét, chạy vội tại trên sơn đạo, chạy nhanh lên đỉnh núi, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, giống hệt với thạch đao trên vai hắn, sắc bén mà đại khí. Trên đỉnh núi, có một cổ khí tức còn đáng sợ hơn cả thạch nhân, cổ khí tức kia càng ngày càng lớn mạnh, khiến Phong Phi Vân đang ở trên sườn núi cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết dịch trong thân thể không hiểu sôi trào lên, khiến hắn toàn thân đều tràn đầy chiến ý. Quá trình phóng lên đỉnh núi cũng là quá trình tụ thế, khí thế trên người mãnh liệt cuộn trào, nguy nga to lớn giống như núi cao vậy. Còn chưa nhìn thấy đối thủ đã dương cung bạt kiếm, khí thế trùng thiên. Mưa từ trên đỉnh đầu Phong Phi Vân không ngừng lăn xuống, chảy trên mặt, còn có thể cảm giác được đau đớn, mỗi khi bước thêm một bước lên đỉnh núi thì khí thế trên người hắn cũng đậm đặc thêm một phần. Mà cổ lực lượng trên đỉnh núi kia cũng nổ vang ép xuống, nó đang tụ thế, ngưng tụ uy áp, đây là một mảnh mây đen hạo hạo đáng đáng, bên trong bao vây lấy hai cỗ thạch nhân, hai cổ thạch nhân này cao tới 10 mét, cao hơn thạch nhân trên sườn núi 2 mét, thực lực cũng cường đại hơn một bậc. Hai cỗ thạch nhân, một trái một phải, giống như cái cự luân từ trên đỉnh núi nghiền áp xuống dưới vậy. Một chiêu phá địch. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, tất cả khí thế trên người đều bạo phát ra. Dùng ra hết lực lượng toàn thân, cơ bắp và xương cốt đều bị kéo đến nổ vang, hai tay ôm thạch đao cực lớn chém ngang ra. Bang bang! Một đao, chỉ một đao, hai thạch nhân đồng thời bị cắt thành hai đoạn. Phong Phi Vân hai tay cầm đao, từ trên trời rơi xuống, hai chân giẫm trên mặt đất ra một cái hố sâu, nhìn qua hai cỗ thạch nhân nứt gãy, hắn không ngừng thở hổn hển, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm. Cổ ma tính và yêu khí trong cơ thể kia đang lưu chuyển khắp toàn thân, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến cho huyết dịch vốn màu vàng biến thành màu đen. Có một cổ thạch khí lưu chuyển ở trong đó, sáp nhập vào huyết dịch, khiến cổ ma tính kia trở nên càng thêm bàng bạc, khiến cổ yêu khí kia bay thẳng trời cao. Soạt! Bên ngoài vô lượng tháp, trên khối bia đá cao trăm trượng, mặt vô lượng cổ kính thứ ba lóe ra một đạo vầng sáng, khiến vị thủ tháp lão đạo này hơi kinh hãi. Người thứ ba xông đến vô lượng tháp tầng thứ sáu rồi. Là người phương nào? Khiến người càng kinh hãi còn ở đằng sau, một màn hình ảnh rung động nhân tâm truyền ra, hiển hiện trên mặt cổ kính. Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, trên hai cánh tay tràn đầy long lân đen kịt,
Trên đỉnh đầu ma vụ trùng thiên, tay nâng một thanh thạch đao dài đến 7 mét, bổ lên trời cao một cái, chấn khiến mây mù rạn nứt, sau đó hung thần bức người sát nhập vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Một màn này hiện ra trên vô lượng cổ kính tựa như một ma thần xuất thế, khiến mọi người chờ ở bên ngoài vô lượng tháp ra đầu đều run lên, tâm linh run rẩy, giống như chuông lớn ông lên trong đầu vậy, không cách nào bình tĩnh. Chỉ có xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, vô lượng cổ kính mới có thể sáng lên. Trên tấm bia đá trăm trượng kia, vốn chỉ có hai mặt vô lượng cổ kính sáng lên, thuộc về Thích Dạ Lai và Tiểu Tà Ma, nhưng sau khi mặt vô lượng cổ kính thứ 3 sáng lên lại khiến mọi người đều kinh sợ, quá dọa người rồi, cổ sát khí kia khiến cho tất cả hình ảnh đều biến thành màu đen. Không chỉ mọi người động dung, mà ngay cả vị hộ tháp lão đạo kia cũng trừng lớn hai mắt, trên sống lưng ứa ra hàn khí, rất nhanh rời xa tấm bia đá, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt vô lượng cổ kính thứ 3. Cái này, Bắc Minh Đường nhìn chằm chằm vào ma ảnh của Phong Phi Vân trên vô lượng cổ kính, không dám tin vào hai mắt mình nữa, đã không tin Phong Phi Vân có thể xông đến tầng thứ 6, càng bị cổ tà ma chi khí trên người của Phong Phi Vân chấn nhiếp đến không cách nào hình dung, khiến lời ở đằng sau cũng bị nghẹn trong cổ họng. Chẳng lẽ yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để thức tỉnh sao dấu lớn? Hỏa diễm đỏ thấm nhảy lên trong không khí, thần bí chủ nhân bị bao trong ngọn lửa. Thanh âm tràn ngập hưng phấn, thật giống như vẫn đang một mực chờ mong yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân triệt để thức tỉnh, sau đó bộc phát ra chiến uy kinh thiên, hiệu lực vì hắc, chấn nhiếp một thời đại vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ suy nghĩ trong lòng, tự nhủ. Không đúng, nếu yêu ma chi huyết đã triệt để sống lại, Phong Phi Vân chỉ sợ đã trực tiếp phá tan cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng rồi. Nhưng trạng thái của hắn hiện giờ tựa hồ không hề giống với thiên mệnh đệ nhất trọng. Trên cổ tịch mật quyển ghi lại, muốn triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết, phải uống ma huyết, thần tấn vương triều có thể được xưng là ma chỉ có nữ ma thôi. Phong Phi Vân không có khả năng đã triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết, hắn là bị thứ gì đó kích thích, khiến trong yêu ma chi huyết thân thể của hắn sống lại một tia. Bắc Minh Đường mặc dù cực kỳ bất mãn đối với Phong Phi Vân, oán hận rất sâu. Nhưng dù sao cũng là đệ tử tứ đại môn phiệt, lại là đệ tử đạo môn, tri thức uyên bác, biết rõ một ít lời đồn về yêu ma chi tử. Chỉ có uống ma huyết mới có thể triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết. Nói cách khác, Phong Phi Vân muốn trở thành yêu ma chi tử chính thức, vậy thì nhất định phải uống máu trên người nữ ma. Nhưng nữ ma chính là thiên niên thi tà, tu chính là huyết đạo, ma huyết trong thân thể chân quý đến cực điểm. Dù chỉ là một giọt cũng cần tốn hao huyết khí của trăm vạn người mới có thể ngưng tụ thành, huyết dịch trong thân thể nữ ma nhiều nhất chỉ chừng ngàn giọt. Phong Phi Vân muốn tỉnh lại yêu ma chi huyết, ít nhất cũng phải uống ngàn giọt ma huyết. Cho nên, yêu ma chi tử muốn chính thức xuất thế, nữ ma nhất định phải ma huyết chảy tận mà chết. Đương thời vẫn chưa có người nào có lực lượng có thể khiến nàng chảy ra một giọt ma huyết, huống chi là chảy hết ma huyết. Cho nên Bắc Minh Đường mới tin chắc rằng yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân không có khả năng hoàn toàn thức tỉnh, nhiều nhất chỉ là huyết dịch bị kích thích thôi. Có đạo lý, nếu yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sự triệt để thức tỉnh, chỉ sợ bộ dáng còn đáng sợ hơn hiện giờ nhiều. Thần bí chủ nhân khanh khách nở nụ cười, với hắn mà nói, Phong Phi Vân trở nên càng cường đại càng tốt, dù sao đều là một con cờ trong tay hắn. Có cấm huyết huyền trạc khống chế. Cho dù Phong Phi Vân biến thành yêu ma chi tử chính thức cũng không thoát khỏi kết cục bị khống chế. Hơn nữa, cho dù Phong Phi Vân đã phá vỡ cấm huyết huyền trạc, hắn cũng có thủ đoạn khác có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên trời cao, một cỗ bát bộ long liễn lơ lửng, tựu như cổ xe của thần linh, trôi nổi giữa không trung. Yêu ma chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, thiên tư thật cao, đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ 6 rồi. Ngọc Công Công nhẹ nhàng sờ lên ống tay áo. Trên mặt vĩnh viễn đều mang theo một nụ cười âm trầm. Lão thái giám này híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên vô lượng cổ kính, cũng không biết giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Mấu chốt là hắn còn là lần đầu tiên xông vô lượng tháp. Thanh âm của La Phù công chúa từ trong bát bộ long liễn truyền ra, cũng tràn đầy ngữ khí ý vị sâu xa. Ân, Thích Dạ Lai cũng là lần thứ hai mới xông qua tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6 đấy. Ngọc Công Công gật đầu nói. Sau một lúc lâu, thanh âm La Phù công chúa lần nữa truyền ra, nói. Ta vừa rồi đã thông qua tế cửu tinh bàn suy tính qua, yêu ma chi huyết đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng bị thứ gì kích thích thức tỉnh lại không cách nào suy tính.
Tất cả mọi người bên ngoài vô lượng tháp đều bắt đầu nhao nhao nghị luận. Trong vòng một ngày, ba thiên tài xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6, trong đó còn có hai người là khuôn mặt mới, chỉ mới lần đầu tiên xông vô lượng tháp đã đạt tới tầng thứ 6. Tiểu tà ma của Phong gia, phản đồ yêu ma chi tử của Phong gia thật đúng là nghịch thiên, đồng thời ra xuất hiện hai thiên kiêu khủng bố, nếu gia chủ Phong gia không trục xuất Phong Phi Vân khỏi Phong gia, trăm năm sau, tiểu tà ma và yêu ma chi tử lớn lên, song ma xuất thế, đừng nói là một cái nam thái phủ, chỉ sợ toàn bộ thần tấn vương triều cũng đều phải run rẩy. Gia chủ Phong gia lúc ấy chỉ sợ cũng thật không ngờ, yêu ma chi tử thậm chí lại có tiềm lực lớn như thế, hiện giờ hối hận đã muộn rồi. Phong gia gia chủ từng điều động cao thủ bốn phía đuổi giết Phong Phi Vân, một khi Phong Phi Vân lớn lên, chỉ sợ cái người đầu tiên muốn thu thập chính là Phong gia gia chủ. Oanh! Tấm vô lượng cổ kính thứ nổ bắn ra vầng sáng, lại có người xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Trên tấm kính kia lộ ra thân ảnh Kỷ Phong, Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm hắn đã mở ra, sáng chói chói mắt tựa như một vòng trăng sáng vậy, mang đến cho người cảm giác phiêu giật và cao chót vót. Nguyệt Luân Thiên Nhãn thiên sinh thật sự thật đáng sợ, ở trong các thể chất của nghịch thiên tài Tuấn cũng xem như thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm, chỉ yếu hơn thiên tài cấp bậc sử thi một bậc. Lần này, lại ồ lên. Vị trên mặt vị hộ tháp lão đạo kia vừa mừng vừa sợ, thiên tài Tuấn Kiệt tự nhiên của vạn tượng tháp tự nhiên càng nhiều càng tốt, cái cũng có nghĩa là một thời đại hưng thịnh sắp đến, hắn không thể chờ đợi được nữa lại truyền hơn 10 đạo tin tức ra ngoài, cơ hồ truyền khắp toàn bộ vạn tượng bách tháp. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đang bế quan đều bị kinh động, trong một ngày liền xuất hiện 4 thiên kiêu, hơn nữa trong đó 3 người đều là ở cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ 6, đây cũng không phải là việc nhỏ. 4 tuyệt đỉnh thiên tài A, trận động tĩnh này huyên náo không nhỏ rồi. Trương Bá Đạo từ tầng 72 của võ tháp đi ra, hắn đã bế quan hơn 160 năm, thân cao 8 thước, cương mãnh mà cường tráng, thoạt nhìn tựa như một trung niên nhân khoảng 40 tuổi vậy. Đối với một luyện thể tu sĩ mà nói, rất ít khi bế quan lâu như vậy, Trương Bá Đạo cũng là vì tu vi đạt tới nửa bước cự kình cho nên mới bế quan hơn 160 năm không ra. Hôm nay cảnh giới đột phá nên tinh thần hắn rất tốt. Bành! Hắn một cước đá văng đại môn Thiên Nguyên Động Phủ, trận pháp trên đại môn cũng bị hắn đá nát, cửa đá dày 1 mét bị đá thành 2 nửa. Trương Bá Đạo cười lớn một tiếng, tùy tiện xíu, yêu yêu, tiến vào, hét lớn. Long lão đầu, người chính là tháp chủ võ tháp đời trước, võ tháp đã vài chục năm đều bị những thánh địa thần thông tháp và tử tháp kia áp chế. Cũng vì ngươi không dạy dỗ được đệ tử giỏi, ngươi phải phụ trách toàn bộ A. Long Xuyên Phượng xếp bằng ở trong Thiên Nguyên Động Phủ, thân thể già nua, như một lão già hõm hẹm hơn 90 tuổi đối mặt với Thạch Bích, im im lặng lặng ngồi xếp bằng. Trên Thạch Bích có khắc một môn võ pháp cấp bậc thiên công, hắn đã tìm hiểu nhiều năm, ngồi xuống không dậy nổi. Có thể tôn trọng sư phụ ngươi một chút không? Còn có, ngươi mới là võ tháp tháp chủ hiện giờ, võ tháp không xuất hiện đệ tử kiệt xuất. Rõ ràng tính trên đầu ta sao? Long Xuyên Phượng có chút khẽ động. Hắc hắc, Long lão đầu, lúc trước ta đạp vào con đường tu luyện, còn không phải đều là bị ngươi lừa gạt sao? Nói cái gì mà chỉ cần đạp vào tu tiên đạo, tương lai tự mỗi ngày đều có thịt ăn, mẹ nó, bị ngươi lừa gạt thảm rồi. Từ khi ăn vào ngũ cốc linh thạch, đạt tới tích cốc chi cảnh, ta cũng đã hơn 100 năm không biết thịt có mùi vị thế nào rồi. Trương Bá Đạo ngồi xuống bên người Long Xuyên Phượng. Tuy rằng trong lời nói lộ ra làm càn, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất cung kính Long Xuyên Phượng. Long Xuyên Phượng không chỉ từng là võ tháp tháp chủ, mà còn một thân phận khác có thể hù chết người, thân thúc thúc của Tần Đế, cũng chính là Hoàng Thúc Đương Triều, một vị thần vương duy nhất của thần Tấn Vương Triều. Chỉ có Long Xuyên Phượng có thể được phong làm thần vương, còn những vương gia khác đều không có tư cách kia. Hừ, võ tháp đã từng đứng đầu vạn tượng bách tháp. Chiến lực không chỉ là đệ nhất vạn tượng bách tháp, mà trong toàn bộ thần tấn vương triều cũng có thể đứng vào top 3. Tuyệt đối không thể xuống dốc, muốn võ tháp lần nữa quật khởi, nhất định phải hấp thu thiên tài nhân kiệt cao cấp nhất, dùng chiến tích vô địch trọng chỉnh uy danh võ tháp. Trương Bá Đạo nghiêm túc nói. Ân. Long Xuyên Phượng lên tiếng. Trương Bá Đạo nện cho hắn một đấm, lại nói. Vô lượng tháp truyền đến tin tức. Hôm nay đồng thời có 4 vị thiên tài Tuấn Kiệt xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6, trong đó 3 người đều là cảnh giới thần cơ. Ân. Long Xuyên Phượng rốt cục có chút động dung, nói. Cảnh giới thần cơ có thể xông vào tầng thứ 6, quả thật rất phi phàm,
nếu đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng, rất có thể xông đến tầng thứ 7, đích thật là nhân tài, chỉ là không biết có tu võ giả luyện thể không. Có thể được Long Xuyên Phượng xưng là nhân tài, đánh giá đã tương đối cao rồi. Long lão đầu, động tâm sao? Nếu không chúng ta cùng đi xem. Trương Bá Đạo cười nói. Ngươi là võ tháp tháp chủ, tự mình đi không được sao? Long Xuyên Phượng lại nhắm mắt lại. Hắc hắc, bốn thiên tài kia cũng không phải đệ tử võ tháp, mà là đệ tử thần tháp thánh địa khác. Loại chuyện cướp người này tự nhiên là thần vương đại nhân tự mình ra tay là tốt nhất. Thần vương thân phận hạng gì? Lão nhân ra người lên tiếng muốn thu một quan môn đệ tử, cho dù đại gia biết rõ là đoạt, cũng không có ai dám nói một chữ không. Trương Bá Đạo ngôn từ chuẩn xác nói. Trương Bá Đạo cười cười, lại nói. Nói đến loại chuyện lừa gạt đệ tử này, lão nhân ra người không phải sở trường nhất sao? Nếu ta ra mặt, khẳng định sẽ làm hư chuyện. Long Xuyên Phượng lần nữa mở mắt, hai tay sửa sang lại y quan, ho hai tiếng, ra dáng nói. Ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Thần vương đại nhân. Trương Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng dù sao cũng là một người tu võ, dù đã già nhưng chiến huyết trong thân thể vẫn đang sôi trào, nhiệt huyết đang thiêu đốt, cũng không hề dập tắt. Được rồi, võ tháp cũng nên chấn hưng rồi, nên có truyền nhân xuất thế, lần nữa đánh đến khiến toàn bộ thần tấn vương triều đều run rẩy, thần vương đệ tử trở về, không có địch thủ. Thật lâu đã không cao điệu rồi, cũng nên tìm chút cảm giác tồn tại. Đi thôi, cùng đi vô lượng tháp xem thử có hạt giống tốt không. Hai đạo thần hoa phá không mà đến, rơi xuống bên ngoài vô lượng tháp. Long Xuyên Phượng ôm hai tay, tựa như quân vương hàng lâm, khí độ khiến người khom lưng, mà ngay cả võ tháp tháp chủ Trương Bá Đạo cũng thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn. Thân thể của hắn già nua, còng xuống tập tễnh, nhưng thần khí lại không ai bì nổi, hắn ưỡn cao lồng ngực, dương mắt nhìn lên. Bên ngoài vô lượng tháp. Có rất nhiều cổ khí tượng cường đại trùng thiên, khiến những đệ tử một đời tuổi trẻ cảm giác cực kỳ áp lực. Đã có rất nhiều cường giả lớp trước của vạn tượng tháp chạy tới, có đến từ thần thông tháp, có đến từ đạo tháp, có đến từ vu tháp. Mỗi một người đều là cường giả chân chính. Vạn tượng tháp cũng tương đương với 100 tòa thần tháp thánh địa tổ hợp mà thành, độc lập lẫn nhau, lại cùng tồn tại với nhau. Những cường giả thế hệ trước này nhìn thấy võ tháp tháp chủ và thần vương hàng lâm, đều cảm thấy hết sức giật mình. Thần vương rõ ràng cũng xuất quan, những người này nhao nhao đi tới khom người thỉnh an, vô cùng cung kính. Bọn hắn tuy rằng đều là cao thủ đứng đầu vạn tượng tháp, nhưng ở trước mặt thần vương lại không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên cũng có người ở trong tối thầm mắng, rất hiểu rõ Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì. Hai tên cường đạo lớn nhất vạn tượng tháp rõ ràng đã đến, nhất định là đến cướp người rồi, lần này có người xui xẻo. Tuy rằng... Mỗi người đều biết mục đích của Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng, nhưng chỉ đều có thể nói thầm trong lòng, không ai dám lên tiếng cả. Lão Nô, bái kiến thần vương. Ngọc Công Công cung kính đi tới, quỳ xuống trước mặt Long Xuyên Phượng, mặt cũng áp sát xuống mặt đất. Người trước mắt này chính là một vị ngự tứ thần vương duy nhất, thúc thúc của thần tấn vương triều đệ nhất nhân tần đế. Ngọc Công Công chỉ là một thái giám đại nội, tuy rằng tu vị cao tuyệt, nhưng cũng không thể không quỳ xuống đất mà bái. La Phù, bái kiến Hoàng Gia Gia. La Phù công chúa Vạn Kim Chi Thân cũng từ bên trong bát bộ long liễn đi ra, đây cũng là lần đầu tiên nàng hiển lộ chân dung ở trước mặt mọi người. La Phù công chúa tiên tư động lòng người, khí chất cao nhã, xa không phải những thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc bình thường có thể so sánh được, chỉ riêng phần quý khí kia đã khiến nữ tử trong thiên hạ phải cúi đầu rồi. Phong hoa tuyết nguyệt cửu trọng lâu, không bằng La Phù nhìn một lần. Đây là lời cảm thán thần linh cung đệ nhất tài tử Lý Tiêu Nam sau khi nhìn thấy La Phù công chúa vào 2 năm trước. Mà vạn tượng tháp càng có quỷ tài thiên toán thư sinh, soạn ra linh bảo bài danh thủ chát, thập đại cao thủ liệt tự, bát đại sử thi cấp biệt thiên tài, thiên phương Mỹ nhân phổ. Mà Mỹ mạo của La Phù công chúa lại được bài danh thứ 4 trong thiên phương Mỹ nhân phổ. Cái gọi là nhân toán không bằng thiên toán thư sinh tài trí đệ nhất thiên hạ, không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu, thiên phương Mỹ nhân phổ hắn soạn ra tự nhiên vô cùng có trọng lượng. Mà khi mọi người nhìn thấy chân dung La Phù công chúa thì đều sinh lòng cảm khái, thần tấn vương triều đệ tứ Mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền, khí chất cao quý, tiên dung như ngọc, khiến người căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng, phàm là gặp được ánh mắt của nàng liền không kìm lòng được phải cúi đầu xuống. Nàng tóc xanh như thác nước,
cổ tuyết trắng u nhã như thiên nga cao ngạp bọ, mặc kim ti y, chân đạp minh nguyệt đăng, người đầy quý khí, không hề có chút điêu ngoa tùy hứng giống những công chúa khác, ngược lại trang trọng như một nữ thần vậy, chỉ là trên gương mặt tuyệt sắc kia lại mang theo dáng tươi cười, khiến lòng người phải kích động. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Thần vương và La Phù công chúa đều là hậu duệ quý tộc hoàng gia, mỗi người đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể khiến cả thần tấn vương triều đều phải run rẩy vài cái. Vạn tượng tháp thân là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ, phàm là nhân kiệt kiệt xuất của hoàng gia sau khi đạt tới độ tuổi nhất định đều sẽ được đưa đến vạn tượng tháp tu tập và lịch lãm rèn luyện, thứ nhất là bồi dưỡng hậu nhân kiệt xuất cho hoàng gia, thứ nhất là kết giao với thiên tài nhân kiệt khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù nói thần đô đế cung chính là chủ nhân của thần tấn vương triều, nhưng thần tấn vương triều thật sự quá lớn, tồn tại một ít tế gia tu tiên cổ xưa vô cùng khổng lồ, thế lực đủ sức để khiêu chiến với triều đình thần tấn vương triều. Hoàng tộc muốn củng cố chính quyền, nhất định phải hợp tung liên hoành, nhất định phải khiến một đời đệ tử tuổi trẻ kết giao lẫn nhau, dù sao những người này đều chủ nhân của các thế lực lớn của tu tiên giới trong tương lai. Bên ngoài vô lượng tháp cao thủ tụ tập, cường giả lớp già nhao nhao xuất quan, đều là vi cướp người mà đến, người thiên phú càng cao thì càng chạm tay có thể bỏng, tuy rằng bốn vị nhân kiệt trong vô lượng tháp vẫn chưa ra ngoài, nhưng hào khí bên ngoài đã tương đối khẩn trương, nhao nhao dương cung bạt kiếm. Nếu có người có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7, chỉ sợ hào khí bên ngoài này sẽ càng khẩn trương hơn. Bên trong vô lượng tháp cũng không bình tĩnh. Sát! Phong Phi Vân toàn thân đều có ma sát khí lao ra, hai tay cánh tay hiện đầy long lân, hai mắt đỏ thẫm như máu, trong thân thể huyết dịch bốc lên như đại giang chảy xiết, hai tay nắm lấy thạch đao dài 7 mét, xung phong liều chết trong vô lượng tháp tầng thứ 6, những nơi đi qua tử thi đầy đất, máu chảy thành sông. Phốc, phốc, phốc. Ý thức của hắn vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng lại có một cổ tư sát chi khí lan khắp toàn thân, khiến hắn không quản được thân thể mình. Chỉ có giết chóc điên cuồng mới có thể khiến hắn tìm được khoái cảm vô tận. Hắn tự nhiên cũng biết thân thể của mình đã xảy ra biến hóa không tốt, trong máu có ma tính đang thức tỉnh, có yêu khí đang chạy dọc, nhưng thạch đao nơi tay, cường địch ở bên, lại không có thời gian để hắn đi áp chế cổ ma tính và yêu khí kia. Chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ mới có thể càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Sau khi xông qua vô lượng tháp tầng thứ 5 thì đạo thần thức thứ 6 trong đầu Phong Phi Vân cũng đã xuất hiện, 6 đạo hào quang nho nhỏ bóng người lập lòe, chiếm giữ trong đầu. Tu vị lại tiến thêm một bước. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế ở bên ngoài vô lượng tháp tuyệt đối không có khả năng đạt tới, cần tu luyện 2 năm mới có thể từ đạo thứ 2 thần thức tu luyện tới đạo thần thức thứ 6, càng đi về phía sau, mỗi khi tu luyện thành một đạo thần thức thì thời gian tốn hao lại càng dài. Cho dù nuốt linh đan diệu dược cũng khó có khả năng trong một ngày đã liên tiếp tu luyện ra 4 đạo thần thức, chỉ có vô lượng tháp mới thần dị như thế. Muốn tu luyện ra đạo thần thứ 7 càng thêm gian nan, bất quá nếu có thể đủ xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, có lẽ đạo thần thức thứ 7 cũng sẽ được ngưng tụ. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, nếu bỏ qua, thì phải hao phí thêm 1 năm tu luyện. Oanh! Phong Phi Vân toàn thân đẫm máu, mặt trở nên dữ tợn. Ma vụ trên người càng ngày càng thịnh, đầm đặc đến tựa như mực nước, càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể của mình, một đao chém một tu sĩ thần cơ đỉnh phong thành hai nửa, máu tươi tung tóe lên mặt hắn. Vô lượng tháp tầng thứ 6, chính là một nơi kỳ dị, Phong Phi Vân vừa bước vào đã đi tới trong một cổ thành, trong cổ thành sợ là có cả trăm vạn người, mỗi người đều có tu vị cảnh giới thần cơ. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền phát động công kích tới hắn. Không có bất kỳ báo hiệu nào, cũng không có bất kỳ lý do nào cả. Mà yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đang thức tỉnh khiến hắn chiến ý ngập trời, thị sát khát máu thành tánh, xung phong liều chết trong cổ thành, đã có 20-30 tu sĩ cảnh giới thần cơ đã chết dưới thạch đao, có người bị bổ nứt đầu, có bị chặt đứt ngang thân thể, có bị chém thành hai đoạn. Dù sao cũng không có thi thể nào nguyên vẹn cả. Toàn bộ đều là cường giả. Tuy rằng đã chết đến xác đầy đất, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ cảnh giới thần cơ lao tới hắn, vây khốn hắn ở chính giữa, vô số công kích hung mãnh đan vào cùng một chỗ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đã có thể làm trưởng lão trong một tiên môn, nhưng ở chỗ này lại khắp nơi đều có, vô cùng vô tận, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì coi như là tu sĩ cấp cự kình có đến cũng phải bỏ mạng ở đây mất. Quan trọng nhất là căn bản không biết phải làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm của vô lượng tháp,
càng không biết thông đạo tầng thứ 7 vô lượng tháp ở nơi nào cả. Chỉ có thể giết chóc, có lẽ nên gọi là giết chóc bị động thì đúng hơn. Ngươi nếu không giết, vậy thì chỉ có chết. Phong Phi Vân tuy rằng hung mãnh, hơn nữa ma khí trùng thiên, nhưng vẫn đánh đến mức toàn thân tổn thương, huyết dịch màu vàng từ trên vai, trên gương mặt, trên lưng, trên cánh tay. Không ngừng chảy xuống. Mặc chiến lực người vô cùng, kinh thế tuyệt diễm, nhưng dưới sự vây công của một đám cao thủ cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực, căn bản là giết không hết, hơn nữa đối thủ còn không phải kẻ yếu. Vì sao nhiều người như vậy đều không thể xông qua tầng thứ 6? Dưới hoàn cảnh như thế, rất nhiều người nói không chừng chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ liền sẽ bị phân thây, chứ đừng nói chi đến vượt qua. Giết! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, lại vung đại đao chém chết một người, huyết nhuộm phố dài. Hắn muốn xông về trước, nhưng lại căn bản không cách nào di động bước chân, bởi vì đối thủ thật sự quá nhiều, có thể không chết đã rất không dễ dàng rồi, huống chi là chủ động đánh trả chứ. Người cảnh giới càng cao, xông vô lượng tháp tầng thứ 6, cảnh giới đối thủ gặp phải cũng sẽ càng cao, số lượng càng nhiều. Phong Phi Vân là thần cơ cảnh giới đỉnh cao, tu luyện ra 6 đạo thần thức, đối thủ gặp phải cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ, càng có thần cơ trung kỳ và thần cơ đỉnh phong. Nếu là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng xông đến tầng thứ 6, như vậy đối thủ thấp nhất gặp phải cũng là thần cơ đỉnh phong, thậm chí còn có thần cơ đại viên mãn, thiên mệnh đệ nhất trọng xuất hiện. Cho nên cũng không phải cảnh giới càng cao thì nhất định có thể vượt qua. Phốc! Vầng sáng một mặt cổ kính biến mất, một trong 4 thiên tài, có người xông đã thất bại. Là Kỷ Phong. Ở vô lượng tháp tầng thứ 6 giữ vững được 1 phút đồng hồ, rốt cục bị thương nặng nhận thua, bại lui trở về. Tuy rằng hắn không xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng không ai phát ra thanh âm thổn thức, ngược lại mang theo ánh mắt sùng kính theo dõi hắn, tựa như nghênh đón anh hùng trở về. Lần thứ nhất xông vô lượng tháp có thể xông đến tầng thứ 6, lại giữ vững được 1 phút đồng hồ, đây đã là rất giỏi rồi. Thích Dạ Lai trước kia cũng không lợi hại như hắn. Thiên phú của hắn còn trên cả Thích Dạ Lai. 3 mặt vô lượng cổ kính còn lại vẫn chiếu sáng sáng ngời như trước, 3 vị tuyệt thế thiên tài kia vẫn còn xông cửa. Mọi người bên ngoài vô lượng tháp nhao nhao suy đoán, người kế tiếp xông cửa thất bại là ai, tất cả mọi người cảm thấy sẽ là Phong Phi Vân, bởi vì qua trận chiến ở diễn võ chiến tháp là có thể thấy được, thiên phú của Phong Phi Vân có lẽ chỉ sàn sàn Kỷ Phong. Kỷ Phong giữ vững được 1 phút đồng hồ, trọng thương bại lui, Phong Phi Vân có lẽ cũng không sai biệt lắm. Một mảnh thành trì cổ xưa tràn đầy các tu sĩ mặc chiến giáp, cảnh giới thấp nhất cũng là thần cơ sơ kỳ, ngàn vạn, từng đạo chiến khí trùng thiên, khiến trời cao thất sắc, khiến đại địa sợ run. Bên trong cổ thành, có kinh chiến âm thiên động địa truyền ra, kêu thảm, rên rĩ xen lẫn, khói lửa mấy ngày liền không dứt, tựa như có đại quân công phạt, thần binh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà trên thực tế, bên trong cổ thành này chỉ có một mình Phong Phi Vân đang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Đây là một hồi đại chiến vĩnh viễn, ngoại trừ giết chóc thì vẫn là giết chóc, giống như muốn giết đến tận thế, giết đến hồng hoang sơ khai vậy. Ầm ầm, tay nâng một thanh chiến kiếm cực lớn, đứng trên một mảnh bệ đá cổ xưa, hai tay nắm thạch đao, vận khởi 10 vạn cự lực chém nát áo giáp màu đen của một tu sĩ thần cơ trung kỳ, thạch đao không tổn hại, thiết giáp bắn ra ánh lửa, thân thể vỡ thành mảnh vỡ. Một trận chiến này thập phần thảm thiết, dưới bệ đá chất đầy tử thi. Ít nhất cũng có 7, 8 cỗ, mà ma vụ trên thân Phong Phi Vân đã theo linh khí trong cơ thể tiêu hao mà trở nên nhạt hơn, hai mắt đỏ thẫm như máu cũng dần khôi phục lại bình thường. Dù sao yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân mới thức tỉnh một tia, chỉ cần linh khí trong đan điền tiêu hao quá lớn dĩ nhiên sẽ yên lặng xuống, che giấu vào sâu trong huyết mạch, trừ phi yêu ma chi huyết lần nữa bị kích thích. Hai tay của hắn nắm lấy thạch đao, trong miệng không ngừng thở gấp. Một cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi đánh úp tới, nhưng hắn vẫn ưỡn thẳng lồng ngực, cũng không xoay người, bao quát lấy vô số đối thủ bên dưới. Đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Tuy rằng không thấy được hy vọng có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng chiến ý trên người Phong Phi Vân lại không hề tiêu giảm, dưới các trận ác chiến liên tục, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăng trưởng rất nhanh, cơ hồ gấp 3 lần tốc độ tu luyện bình thường. Chiến đấu chính là đường tắt nhanh nhất để trở nên cường đại. Cuộc chiến sinh tử, mới có thể kích phát tiềm năng vô hạn trong cơ thể. Hai tay Phong Phi Vân đã dính đầy máu tươi, chuôi đao hắn nắm cũng trở nên ướt sũng, mang theo vài phần sền sệt,
chiến đao đá trắng cực lớn kia cũng đã biến thành màu đỏ như máu, bạch dao găm vào, hồng dao găm ra. Phốc, lại chém chết một người, nhưng trên lưng hắn lại bị tên còn lại chém ra một miệng vết thương khiến người nhìn thấy mà giật mình, làn da nứt ra rộng chừng một ngón tay, huyết dịch róc rách rơi xuống, đang thôn phệ lấy tánh mạng người. Đi chết đi. Phong Phi Vân cưỡng ép quay người, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay cầm đao, xương cốt trên người phát ra thanh âm khanh khách, cơ bắp căng cứng, lực lượng toàn bộ đều vận chuyển đến trên cánh tay, huy động thạch đao nặng 35.000 cân đập cho một vị tu sĩ thần cơ sơ kỳ thành bùn máu, xương cốt cũng bị chấn thành cặn bã. Chỉ cần còn lại một tia khí lực thì vẫn phải đánh tiếp. Từ xưa đến nay, Vạn Tượng Tháp cũng chỉ có 6 người có thể ở cảnh giới thần cơ xông đến tầng thứ 7. 6 người này không ai mà không phải là thiên tài cấp bậc sử thi, một thời đại cũng chưa hẳn có một nhân vật như vậy, cho dù xông không qua cũng không có gì phải mất mặt cả. Cũng đã qua một canh giờ rồi, Phong Phi Vân rõ ràng còn chưa bại lui. Mọi người chờ ở bên ngoài vô lượng tháp đều nhìn chăm chú vào ba mặt vô lượng cổ kính trên bia đá, trọn vẹn qua một canh giờ, ba mặt vô lượng cổ kính này vậy mà hào quang không chút ảm đạm, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhiều người đều cho rằng, Phong Phi Vân nhiều nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ sẽ bại lui, nhưng giờ đã qua 8 khắc chung, một canh giờ bằng 2 giờ bằng 8 khắc, nhưng hắn vẫn không hề nhận thua, vẫn còn xông tầng thứ 6, thời gian dài gấp 8 lần Kỷ Phong. Mà Tiểu Tà Ma và Thích Dạ Lai lại tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 6 trước Phong Phi Vân một bước, bọn hắn cũng chưa bại lui, đương nhiên cũng chưa đến được tầng thứ 7, vẫn còn đang chém giết trong tầng thứ 6. Đến cùng phải làm sao mới xông qua được vô lượng tháp tầng thứ 6? Có đệ tử hỏi thăm tiền bối cao nhân ở đây. Những tiền bối cao nhân này đều từng xông qua vô lượng tháp, bởi vì tu vị càng ngày càng lớn mạnh, số tầng xông qua cũng xa xa không chỉ vô lượng tháp tầng thứ 6, tựa như võ tháp tháp chủ Trương Bá Đạo, cũng đã xông qua vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9. Xông vô lượng tháp, thiên phú chiếm một bộ phận, tu vị cũng chiếm một bộ phận. Trương Bá Đạo nghiêm nghị nói, nếu chia độ khó mỗi một tầng vô lượng tháp thành 10 phần, vậy thì thiên tư chiếm 4 phần trong đó, tâm trí chiếm 4 phần, tu vị chỉ chiếm 1 phần thôi, còn có 1 phần chính là dựa vào vận khí. Thiên tư cao, tâm trí cao, tu vị cao, số mệnh tốt, tự nhiên cũng có thể xông đến nơi càng sâu hơn trong vô lượng tháp. Trong đó thiên tư và tâm trí là thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vô lượng tháp tầng thứ 6 không chỉ khảo nghiệm thiên tư và tâm trí một người, càng muốn khảo nghiệm ý chí lực và vận khí của một người. Vô số người bị ngăn ở tầng này, rất nhiều cũng không phải bởi vì thiên phú không đủ cao, tu vị không đủ cường đại, mà là vận khí không tốt, lực ý chí không đủ kiên định. Trương Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng cười nói. Một người chưa hẳn cần đến thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể trở thành hùng chủ đương thời, chỉ cần lực ý chí đủ cường đại. Vậy thì vẫn có khả năng chứng đạo. Ngươi chưa xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 chỉ biết là bọn hắn nói rất có đạo lý, nhưng lại căn bản không cách nào lý giải ý của bọn hắn. Oanh! Một trong ba mặt vô lượng cổ kính lần nữa phun ra thanh mang sáng chói, lúc này càng thêm chói mắt rực rỡ tươi đẹp, tựa như một đạo thanh hồng trùng thiên, khiến cả nửa bầu trời đều bị ánh thành bích sắc. Thanh thế thật sự là có chút to lớn. Linh chung trên trung tháp cũng nhìn không được phát ra ba tiếng chấn động như sấm rền, tiếng chuông truyền khắp mấy ngàn dặm, khiến vô số tu sĩ đều bừng tỉnh từ trong tu luyện. Đây là có người dùng nghịch thiên chi tư xông đã đến vô lượng tháp tầng thứ 7, linh chung mới có thể phát ra ba tiếng minh hưởng, cũng như là đang chiếu cáo với thiên hạ vậy. Trên đỉnh tầng 99 trung tháp cao trong mây xanh, một bạch y thư sinh dựa vào lan can nhìn qua biển mây, nhìn ra hướng vô lượng tháp ở xa xa. Hắn duỗi tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau đó liền thu tay lại. Một người dựa vào cái tay để ăn cơm tự nhiên càng thêm yêu quý tay của mình, giấu ở trong tay áo, chung quy vẫn an toàn hơn so với lộ bên ngoài. Ít nhất thiên toán thư sinh cho rằng như vậy, người biết che giấu tay của mình, mới là người thông minh nhất. Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9 xuất thế. Bạch y thư sinh vừa dứt lời, bút thanh đồng cắm trong búi tóc liền tự động bay ra. Viết lên trên mặt vách tường trung tháp một cái tên thứ 9. Hắn không cần tay, chữ do bút thanh đồng kia viết ra cũng hành vân lưu thủy, đại khí tự nhiên, so với thuật pháp danh ra càng thêm phiêu giật. Là tiểu tà ma, thật là đáng sợ, năm nay mới gần 12 tuổi đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7, từ xưa đến nay, thiên tư có thể sánh được với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Người thứ nhất xông đến tầng thứ 7 lại là tiểu tà ma, tiểu nữ hài 12 tuổi này về mặt thiên tư hoàn toàn vượt qua Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai. Đương nhiên, tiểu tà ma sau khi xông đến tầng thứ 7 cũng không bại lui, nàng vẫn đang xông tới, khí thế không suy, chẳng lẽ nàng còn muốn bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8? 12 tuổi bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8, chuyện này sẽ khiến rất nhiều người phải xấu hổ đến chết mất. Ta thấy chuyện này không có gì, tiểu tà ma khẳng định đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, tu vị không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh, chiến lực chỉ sợ đã ngang hàng với bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, chưa hẳn đã không thể xông đến tầng thứ 8. Tiểu tà ma thật sự có chút cường đại đến quá phận, 12 tuổi AH, 12 tuổi AH. Một vị thiên tài tài tuấn không ngừng cảm thán, cảm giác ở trước mặt tiểu tà ma mình quả thực không xứng với hai chữ thiên tài. Tiểu tà ma có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, chính là vì nàng đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh, cái này tuy nói rõ nàng thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là ỷ vào tu vị cường đại cưỡng ép xông cửa. Ta ngược lại cảm thấy, Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai nếu có thể đủ xông qua tầng thứ 6, lực rung động sẽ càng lớn, dù sao bọn hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ. Đặc biệt là Phong Phi Vân mới chỉ là thần cơ đỉnh phong mà thôi. Rất nhiều người đều nhẹ gật đầu theo, cảm thấy lời này nói rất có lý, cái gọi là thiên tư, tuổi nhỏ, tu vị cao liền có thể xem như thiên tư tuyệt đỉnh. Mà cảnh giới ngang nhau, chiến lực vô địch, đây cũng là thiên tư tuyệt đỉnh. Người trước là loại hình nhanh chóng tăng trưởng, thứ hai là hậu tích bạt phá. Một cái như tinh thần sáng chói thăng không, một cái như liệt nhật chậm rãi bay lên. Tinh thần và liệt nhật vốn là tồn tại giống nhau, không ai có thể nói rõ cái nào cường đại hơn, chỉ cần có thể chiếm một trong số đó liền có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn rồi. Nhưng chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, tăng thêm chiến lực thuộc hàng vương giả trong cùng cảnh giới, loại người tài giỏi này mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma chính là thiên tài cấp bậc sử thi. Mà Phong Phi Vân bây giờ so với thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn chênh lệch một bậc. Trừ phi hắn có thể tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đệ tứ giai đoạn hoán huyết, phản phát quy chân, thể chất lại tiến thêm một bậc, mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma cuối cùng nhất vẫn không xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, bại lui mà về. Không chơi, không chơi, một chút cũng không thú vị, đau chết mất. Tiểu tà ma từ trong vô lượng tháp đi ra, quần áo vẫn chỉnh tề như trước, nàng mặc một tiểu y màu đỏ, ôm Bạch Miêu Nhi. Nàng bụng lấy ngón tay nhỏ, không ngừng hô đau. Người khác sau khi từ trong vô lượng tháp đi ra không phải n thương gân động cốt thì cũng là toàn thân đẫm máu, hư thoát đến mức đi không nổi. Chỉ có tiểu tà ma này sau khi từ vô lượng tháp tầng thứ 7 trở về nhưng trên người ngay cả một giọt máu cũng không có, áo quần chỉnh tề, còn sôi nổi, thật giống cô bé hàng xóm ôm một chú mèo con trở về vậy. Nàng tuy rằng bụng lấy ngón tay nhỏ kêu đau, nhưng vẫn khiến đám tu sĩ bên ngoài phải im lặng. Nàng không phải là tự mình ngã trên mặt đất, đụng phải ngón tay đây chứ. Tiểu đường muội, người bị thương. Phong Lăng Cơ đi ra, đi đến ân cần hỏi han. Bị thương, đau chết ta rồi. Tiểu tà ma bụng lấy ngón tay nhỏ, tội nghiệp nói, một đôi mắt đen bóng nháy chớp, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt. Phong Lăng Cơ bại lui ở vô lượng tháp tầng thứ 4, kém chút nữa đã xông đến được tầng thứ 5. Tiểu tà ma một mực kêu đau. Không ngừng dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi lấy ngón tay, thật giống như tới giờ đều chưa từng chịu qua trọng thương như vậy bao giờ. Tiểu nha đầu này thật sự quá đả kích người rồi, nàng đây mà cũng gọi là tổn thương sao. Miệng vết thương toàn thân Kỷ Phong cộng lại cũng trên 30 đạo, hắn vẫn đang khoanh chân trị thương, thật sự có chút không quen nhìn tiểu nha đầu khóc sướt mướt này, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại đang nhỏ máu AH. Nhân kiệt khắp nơi vốn định đi sông vô lượng tháp đều cảm thấy xấu hổ, bị đả kích đến không nhẹ. Tiểu tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ 7, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thực lực xông qua tầng thứ 7. Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ 6, đây là một trận đánh ác liệt, nếu ai có thể xông qua được tầng thứ 6 thì có lẽ liền có thể được phong làm vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 10. Đương nhiên. Có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi, tự nhiên không có khả năng dễ dàng sinh ra đời như vậy, so sánh ra mà nói, khả năng bọn hắn không xông qua được tầng thứ 6 càng lớn hơn một chút. Phong Phi Vân cảm giác thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào, trong đan điền thần cơ cũng càng ngày càng mờ nhạt, trong kinh mạch huyết dịch lưu động tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp,
trong miệng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập. Đại chiến đã tiến hành được 2 canh giờ, đây không phải là giao phong với đối thủ bình thường, mà là chiến đấu với tu sĩ cảnh giới thần cơ cùng vô tận, không được phép phân tâm một chút nào cả. Giao thủ liên tục với cường độ như vậy, mặc dù thân thể Phong Phi Vân vô cùng cường đại nhưng vẫn mệt mỏi đến chết lặng, linh khí trong thân thể không đến 2 phần lúc toàn thịnh, động tác cũng chỉ hoãn không ít. Sắc trời cũng dần trở nên lờ mờ, vòng mặt trời trên bầu trời đã hạ xuống dưới tường thành, có một cổ gió rét xen lẫn mùi máu tươi thổi tới, mang theo vài phần không khí ban đêm. Ngay khi Phong Phi Vân cho là mình đã không thể không bại lui, mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Một tu sĩ thần cơ đỉnh phong vốn đã giết đến trước mặt Phong Phi Vân ngay một sát na khi ánh mặt trời biến mất liền bành một tiếng biến thành một đám khói xanh, tiêu tán trong không khí. Đây là có chuyện gì? Phong Phi Vân tự nhủ. Bành, bành, bành. Tất cả tu sĩ cảnh giới thần cơ trong cổ thành đều hoàn toàn biến mất, biến thành sương mù, sáp nhập vào không khí, triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ngay cả những người đã chết dưới thạch đao của Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ. Sau khi tất cả địch nhân đều biến mất vô tung thì một cổ suy yếu vô biên liền tràn ngập toàn thân, vừa rồi hung hiểm vạn phần, thần kinh tùy thời đều kéo căng, căn bản không dám lười biến một chút nào, nhưng sau khi nguy cơ tạm thời biến mất thì cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi kia liền khiến Phong Phi Vân hận không thể lập tức ngã nhào trên mặt đất ngủ một giấc. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngủ được. An bình chỉ là nhất thời. Lúc mặt trời lần nữa nhô lên từ đường chân trời, những tu sĩ cảnh giới thần cơ kia sẽ lần nữa xuất hiện, tiếp tục vây công càng thêm hung mãnh tới hắn, đây là một loại phán đoán trong lòng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tuy rằng đã mệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần nữa ngưng tu linh khí, chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thân thể khôi phục mới có thể ứng phó được khảo nghiệm kế tiếp. Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông, tiến vào huyết dịch, sau đó đi vào gân mạch, đi về hướng đan điền, tất cả tế bào trong thân thể đều giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày, tham lam hút lấy linh khí. 6 đạo thần thức của Phong Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thức bay đến trong đan điền hải vốn mở mịt mênh mông cuồn cuộn hôm nay trở nên linh khí mỏng manh, thần cơ cũng gần như vỡ ra, so với thời kỳ toàn thịnh không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thi cung nữ ma lơ lửng trong đan điền. Nhưng sau lần đầu tiên thần thức Phong Phi Vân tiến vào trong đó thì 4 tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa. Nếu không phải vậy, Phong Phi Vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến thi tà chi hỏa trong thi cung thì đã sớm xông qua được vô lượng tháp tầng thứ 6 rồi. Linh khí đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, chảy về phía thần cơ, khiến thần cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo dần dần lớn mạnh, linh khí đang chậm chạp tăng trở lại. Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục, kim quang sáng ngời, nổ vang không dứt. Hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màu trắng. Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nó đến cùng là vật gì lại kích thích yêu ma chi huyết trong thân thể mình, giờ phút này rốt cục phát hiện ra đầu sỏ gây nên. Đám thạch khí này vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia, chẳng lẽ là do thạch đao kia đang quấy phá sao? Cảnh đêm tựa như lụa mỏng, từ phía trên áp xuống, bao phủ khắp thiên địa. Phong Phi Vân xếp bằng ở trên bệ đá. Thạch đao cực lớn cắm ở trước người hắn, thạch đao chất phác tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra trên thạch đao kia cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vân nhàn nhạt cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ đang lưu động lấy. Hơn nữa thạch đao cũng sẽ run lên rung lên, chỉ biên độ rung rung thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra. Trạng thái của thạch đao tựa như trong thân đao cũng có một lòng tạng vậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân. Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến 57 đạo, trong đó có 2 đạo càng thiếu chút nữa đã chí mạng, mà giờ khắc này những vết thương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo, dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại. Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiến đến, linh khí trong thân thể Phong Phi Vân đã no đủ, hơn nữa so với hôm qua còn tăng trưởng thêm không chỉ một phân, tu vị lại có chỗ tinh tiến, tương đương thành quả tu luyện 3 ngày của mình, cũng tương đối khả quan. Thương thế trên người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đã khép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn, nhẹ nhàng run lên, liền rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng lông mi Phong Phi Vân lại không chút giãn ra, bởi vì khảo nghiệm ngày hôm nay sẽ càng thêm tàn khốc.
Ngày hôm qua chỉ giữ vững được hai canh giờ đã sức cùng lực kiệt, hôm nay chính là suốt một ngày, thời gian gấp ba lần hôm qua, phải nhịn đến lúc trời tối, cũng có nghĩa là phải kiên trì đến sáu canh giờ. Đây là một hồi ác chiến, nhất định phải sớm làm ra bố trí. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phong Phi Vân khắp xuống trận pháp ở bốn phương tám hướng chung quanh mình, bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra 72 tòa nhị cấp trận pháp, đã có trận pháp phòng ngự, lực lượng trong lòng Phong Phi Vân cũng tăng lên không ít. Lúc luồng mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộ cổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, có bay trên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh úp tới Phong Phi Vân. Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động, nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Oanh! Tu sĩ thần cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10 mét, trên bàn tay đánh ra bốn nghiêu chi lực, một mảnh thanh mang tràn ngập, có uy lực bài sơn đảo hải. Phong Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp. Vị tu sĩ thần cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tòa trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bay ra ngoài, bốn đầu kỳ nghiêu chi lực cũng chỉ có thể phá hủy đi một góc tòa trận pháp kia. Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới. 72 tòa trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở được bước tiến của bọn hắn, nửa canh giờ cũng không ngăn được, 72 tòa trận pháp đã bị hoàn toàn công phá, đương nhiên trên mặt đất cũng nhiều hơn 60 cổ thi thể, bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầy đủ. Phốc, tay cầm thạch đao, hời hợt gạt bỏ một tu sĩ đang xông tới. Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên động tác cũng không hề hung mãnh, hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuần lực lượng giết địch, căn bản không sử dụng đến linh khí. Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực. Ngày hôm nay lại tràn ngập giết chóc, tổng cộng có hơn 300 cổ thi thể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới thần cơ, chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bất quá, đây cũng là bởi vì những tu sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu và giết chóc đơn thuần mà sinh, chiến lực tuy rằng có thể so sánh với tu sĩ thần cơ chính thức nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so với những tu sĩ thần cơ ở thế giới chân thật được. Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ ly kia đánh lén chôn giết, căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ. Coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân rốt cục vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống. Bịch, thạch đao cực lớn rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng gian nan ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân cuối cùng nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tu luyện, ngưng tu linh khí. Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiêu tụy, chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút đồng hồ, nhưng hắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt, một khi nhắm lại thì nhất định sẽ mê mang, khi tỉnh lại vào sáng sớm ngay mai liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ 6. Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí ương ngạnh để kiên trì. Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân. Tiểu tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ 7, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thực lực xông qua tầng thứ 7. Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ 6, đây là một trận đánh ác liệt, nếu ai có thể xông qua được tầng thứ 6 thì có lẽ liền có thể được phong làm vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 10. Đương nhiên, có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng sinh ra đời như vậy, so sánh ra mà nói, khả năng bọn hắn không xông qua được tầng thứ 6 càng lớn hơn một chút. Phong Phi Vân cảm giác thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào, trong đan điền thần cơ cũng càng ngày càng mờ nhạt, trong kinh mạch huyết dịch lưu động tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp, trong miệng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập. Đại chiến đã tiến hành được hai canh giờ, đây không phải là giao phong với đối thủ bình thường. Mà là chiến đấu với tu sĩ cảnh giới thần cơ cùng vô tận, không được phép phân tâm một chút nào cả. Giao thủ liên tục với cường độ như vậy, mặc dù thân thể Phong Phi Vân vô cùng cường đại nhưng vẫn mệt mỏi đến chết lặng, linh khí trong thân thể không đến hai phần lúc toàn thịnh, động tác cũng chỉ hoãn không ít. Sắc trời cũng dần trở nên lờ mờ, vòng mặt trời trên bầu trời đã hạ xuống dưới tường thành,
có một cổ gió rét xen lẫn mùi máu tươi thổi tới, mang theo vài phần không khí ban đêm. Ngay khi Phong Phi Vân cho là mình đã không thể không bại lui, mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Một tu sĩ thần cơ đỉnh phong vốn đã giết đến trước mặt Phong Phi Vân ngay một sát na khi ánh mặt trời biến mất liền bành một tiếng biến thành một đám khói xanh, tiêu tán trong không khí. Đây là có chuyện gì? Phong Phi Vân tự nhủ. Bành, bành, bành. Tất cả tu sĩ cảnh giới thần cơ trong cổ thành đều hoàn toàn biến mất, biến thành sương mù, sáp nhập vào không khí, triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ngay cả những người đã chết dưới thạch đao của Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ. Sau khi tất cả địch nhân đều biến mất vô tung thì một cổ suy yếu vô biên liền tràn ngập toàn thân, vừa rồi hung hiểm vạn phần, thần kinh tùy thời đều kéo căng, căn bản không dám lười biến một chút nào, nhưng sau khi nguy cơ tạm thời biến mất thì cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi kia liền khiến Phong Phi Vân hận không thể lập tức ngã nhào trên mặt đất ngủ một giấc. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngủ được. An bình chỉ là nhất thời. Lúc mặt trời lần nữa nhô lên từ đường chân trời, những tu sĩ cảnh giới thần cơ kia sẽ lần nữa xuất hiện, tiếp tục vây công càng thêm hung mãnh tới hắn, đây là một loại phán đoán trong lòng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tuy rằng đã mệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần nữa ngưng tu linh khí, chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thân thể khôi phục mới có thể ứng phó được khảo nghiệm kế tiếp. Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông. Tiến vào huyết dịch, sau đó đi vào gân mạch, đi về hướng đan điền, tất cả tế bào trong thân thể đều giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày, tham lam hút lấy linh khí. Sáu đạo thần thức của Phong Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thức bay đến trong đan điền hải vốn mở mịt mênh mông cuồn cuộn hôm nay trở nên linh khí mỏng manh, thần cơ cũng gần như vỡ ra, so với thời kỳ toàn thịnh không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thi cung nữ ma lơ lửng trong đan điền. Nhưng sau lần đầu tiên thần thức Phong Phi Vân tiến vào trong đó thì bốn tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa. Nếu không phải vậy, Phong Phi Vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến thi tà chi hỏa trong thi cung thì đã sớm xông qua được vô lượng tháp tầng thứ 6 rồi. Linh khí đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, chảy về phía thần cơ, khiến thần cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo dần dần lớn mạnh, linh khí đang chậm chạp tăng trở lại. Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục, kim quang sáng ngời, nổ vang không dứt. Hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màu trắng. Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nó đến cùng là vật gì lại kích thích yêu ma chi huyết trong thân thể mình, giờ phút này rốt cục phát hiện ra đầu sỏ gây nên. Đám thạch khí này vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia, chẳng lẽ là do thạch đao kia đang quấy phá sao? Cảnh đêm tựa như lụa mỏng, từ phía trên áp xuống, bao phủ khắp thiên địa. Phong Phi Vân xếp bằng ở trên bệ đá. Thạch đao cực lớn cắm ở trước người hắn, thạch đao chất phác tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra trên thạch đao kia cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vân nhàn nhạt cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ đang lưu động lấy. Hơn nữa thạch đao cũng sẽ run lên, chỉ biên độ rung thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra. Trạng thái của thạch đao tựa như trong thân đao cũng có một lòng tạng vậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân. Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến 57 đạo, trong đó có 2 đạo càng thiếu chút nữa đã chí mạng, mà giờ khắc này những vết thương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo, dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại. Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiến đến, linh khí trong thân thể Phong Phi Vân đã no đủ, hơn nữa so với hôm qua còn tăng trưởng thêm không chỉ một phân, tu vị lại có chỗ tinh tiến, tương đương thành quả tu luyện 3 ngày của mình, cũng tương đối khả quan. Thương thế trên người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đã khép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn, nhẹ nhàng run lên, liền rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng lông mi Phong Phi Vân lại không chút giãn ra, bởi vì khảo nghiệm ngày hôm nay sẽ càng thêm tàn khốc. Ngày hôm qua chỉ giữ vững được 2 canh giờ đã sức cùng lực kiệt, hôm nay chính là suốt một ngày, thời gian gấp 3 lần hôm qua, phải nhịn đến lúc trời tối. Cũng có nghĩa là phải kiên trì đến 6 canh giờ. Đây là một hồi ác chiến, nhất định phải sớm làm ra bố trí. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phong Phi Vân khắp xuống trận pháp ở 4 phương 8 hướng chung quanh mình, bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra 72 tòa nhị cấp trận pháp, đã có trận pháp phòng ngự, lực lượng trong lòng Phong Phi Vân cũng tăng lên không ít.
Lúc luồng mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộ cổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, có bay trên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh úp tới Phong Phi Vân. Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động, nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Oanh! Tu sĩ thần cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10 mét, trên bàn tay đánh ra bốn nghiêu chi lực, một mảnh thanh mang tràn ngập, có uy lực bài sơn đảo hải. Phong Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp. Vị tu sĩ thần cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tòa trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bay ra ngoài, bốn đầu kỳ nghiêu chi lực cũng chỉ có thể phá hủy đi một góc tòa trận pháp kia. Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới. 72 tòa trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở được bước tiến của bọn hắn, nửa canh giờ cũng không ngăn được, 72 tòa trận pháp đã bị hoàn toàn công phá, đương nhiên trên mặt đất cũng nhiều hơn 60 cổ thi thể, bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầy đủ. Phốc, tay cầm thạch đao, hời hợt gạt bỏ một tu sĩ đang xông tới. Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên động tác cũng không hề hung mãnh, hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuần lực lượng giết địch, căn bản không sử dụng đến linh khí. Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực. Ngày hôm nay lại tràn ngập giết chóc, tổng cộng có hơn 300 cổ thi thể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới thần cơ, chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bất quá, đây cũng là bởi vì những tu sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu và giết chóc đơn thuần mà sinh. Chiến lực tuy rằng có thể so sánh với tu sĩ thần cơ chính thức nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so với những tu sĩ thần cơ ở thế giới chân thật được. Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ ly kia đánh lén chôn giết, căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ, coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân rốt cục vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống. Bịch, thạch đao cực lớn rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng gian nan ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân cuối cùng nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tu luyện, ngưng tu linh khí. Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiêu tụy. Chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút đồng hồ, nhưng hắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt, một khi nhắm lại thì nhất định sẽ mê mang, khi tỉnh lại vào sáng sớm ngay mai liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ 6. Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí ương ngạnh để kiên trì. Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân. Khi vô lượng tháp tầng thứ 6 lâm vào đêm tối, bên ngoài vô lượng tháp cũng bị cảnh đêm bao phủ. Trong vô lượng tháp đã qua 5 ngày 5 đêm, bên ngoài cũng đã qua 5 ngày 5 đêm. Trên tấm bia đá cao trăm trượng, hai mặt vô lượng cổ kính vẫn sáng ngời như trước, tựa như hai cánh đèn lông màu xanh treo bên trên, 5 ngày vẫn chưa tắt, vẫn chớp động lên thanh mang. 5 ngày rồi, rõ ràng đã xông vô lượng tháp tầng thứ 6 5 ngày, đây quả thực quá biến thái rồi. Hai người kia đều không bại lui, vẫn đang đau khổ kiên trì. Bên ngoài vô lượng tháp vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi, người không chỉ không ít đi mà ngược lại còn ngày càng nhiều. Có thể ở tại vô lượng tháp tầng thứ 6 liên tiếp 5 ngày, loại chuyện này thật sự rất hiếm xảy ra. Cho dù đạt đến cảnh giới thần cơ cũng không có khả năng hoàn toàn thích cốc, vẫn cần phải ăn uống để cung cấp thể lực, đương nhiên tu tiên giả không phải người bình thường có thể so sánh được, cho dù 10 ngày, 8 ngày không ăn cơm. Cũng sẽ không bị chết đói, nhưng nếu thời gian càng dài, thể lực cũng sẽ dần xuống dốc. 5 ngày, chiến đấu với cường độ cao, thể lực tiêu hao là kinh người, chiến đấu siêu phụ tải sẽ khiến ý chí lực của một người bị đè đến sụp đổ. Rõ ràng có thể kiên trì trong vô lượng tháp tầng thứ 6 5 ngày mà không chết, cũng không nhận thua, hai người kia cho dù cách xông qua tầng thứ 6 vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Trương Bá Đạo đứng ở nơi đó. Trong mấy ngày này bước chân của hắn chưa từng di động qua. Thiên phú và lực ý chí của hai người này đều không phải chuyện đùa, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Trong đôi mắt già nua của Long Xuyên Phượng lưu động lấy một tia tinh mang, muốn từ trong Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai chọn ra một quan môn đệ tử.
Tuy rằng Kỷ Phong và tiểu tà ma đều là loại có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa thiên phú của tiểu tà ma còn cao hơn cả Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai, nhưng hắn coi trọng ý chí lực hai người kia hơn, con đường tu luyện, lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi, hơn nữa lực ý chí vượt xa thường nhân nhiều lần, cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất. Hai người này cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một đoạn chênh lệch, hẳn là không xông qua được tầng thứ 6 rồi, hiện giờ phải xem hai người bọn họ ai có thể kiên trì được lâu hơn. Ở đây có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, biết rõ bên trong thập phần biến thái, người bình thường có thể kiên trì một phút đồng hồ cũng đã là kỳ tích, có thể ở bên trong kiên trì 5 ngày 5 đêm, đây quả thực là khủng bố. Rất nhiều người đều cảm thấy tràn đầy chờ mong với hai người kia. Lại qua 2 ngày, trên bia đá trăm trượng kia rốt cục lại có một mặt vô lượng cổ kính mở xuống, có người xông cửa thất bại. Giữ vững được 7 ngày 6 đêm, thể lực Thích Dạ Lai rốt cục không chống đỡ nổi nữa, trọng thương bại lui trở về. Ta lại thất bại. Làn da trên người Thích Dạ Lai cũng kết lên một tầng vết máu dày đặc, quần áo cũng bị bùn máu hoàn toàn bao trùm, trên khuôn mặt tuấn giật cũng hoàn toàn bị bao trùm, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn nháy động, nói rõ hắn vẫn là một người sống. Hắn tay cầm lấy kiếm, từng bước một đi ra, cố gắng khiến bước tiến của mình trở nên kiên định, nhưng lại không che giấu được vẻ mỏi mệt vô tận kia. Bành! Lúc ra khỏi vô lượng tháp, nhìn thấy ánh mắt trời đầu tiên, hắn liền ngã trên mặt đất, cũng không phải chóng mặt hôn mê, mà là đã ngủ say. 7 ngày 6 đến không được nghỉ ngơi chút nào, thần kinh tùy thời đều ở vào trạng thái căng cứng, khi đã đến được nơi an toàn liền rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, lập tức lâm vào ngủ say. Ngọc Công Công an bài hai chiến tướng Mặc Thiết Khải đỡ Thích Dạ Lai xuống dưới, thở dài nói. Xem ra cái này vô lượng tháp tầng thứ 6, căn bản không phải tu sĩ cảnh giới thần cơ có thể vượt qua được, coi như là thiên tài cấp bậc sử thi cũng không làm được. Thích Dạ Lai thân là Vân Thiên Phủ đệ nhất thiên tài, hơn nữa đã đạt đến thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, nhưng xông 6 lần vẫn không cách nào xông qua được tầng thứ 6. Trong lịch sử Vạn Tượng Tháp đã từng xuất hiện qua 6 vị thiên kiêu ở cảnh giới thần cơ xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, chỉ có điều 6 người này đều là thiên tài cấp bậc sử thi ngàn năm có một, không chỉ có như thế, càng bởi vì vận khí bọn hắn cực tốt cho nên mới xông qua được. Giống như vị Phật Môn Thiên Kiệt của Phật Đà Tháp vào 1800 năm trước, đó là người cách thời đại này gần nhất trong 6 người, trong hơn 1800 năm này không hề xuất hiện người thứ hai. Người nói là Mộc Tùng Đại Sư về sau làm trụ trì Thương Sinh Tự sao, đây chính là Thánh Tăng có thành tựu cao nhất trong Phật Môn 1800 năm qua, thiên kiêu của Phật Đà Tháp, trụ trì Thương Sinh Tự, chỉ tiếc. Ai? Ngọc Công Công thở dài nói. Một tu sĩ không đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi, muốn xông qua tầng thứ 6 là chuyện hoàn toàn không có khả năng. La Phù Công Chúa thản nhiên nói. Nhưng trên tấm bia đá trăm trượng kia vẫn có một mặt cổ kính đang sáng lấy. Phong Phi Vân vẫn còn kiên trì, vẫn còn chiến, mặc dù mọi người đều không cho rằng hắn có thể xông qua tầng thứ 6, nhưng lại đều muốn xem thử hắn có thể kiên trì được mấy ngày. Phong Phi Vân giờ khắc này sao lại không muốn ngủ một giấc cho thật thỏa thích như Thích Dạ Lai chứ? Ngay một khắc khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cổ thành liền lại trở nên yên tĩnh đến nỗi ngay cả một tia thanh âm cũng không có. Mỗi ngày đúng lúc này, cũng là lúc mệt mỏi nhất. Phong Phi Vân kéo lấy thạch đao, bước chân run rẩy toàn thân đều đang run sợ, dựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xuống, một cổ bối rối vô hạn đánh úp về phía trong lòng, mí mắt hắn thiếu chút nữa đã díp lại ngủ mất. Phốc! Một đao cắt lên trên cánh tay, bị đau, cả người lại thoáng thanh tỉnh hơn một ít. Vào lúc này ngồi xếp bằng tu luyện cũng không dám nhắm mắt lại nữa, một khi nhắm mắt lại, tất nhiên sẽ lập tức ngủ say ngay. Chỉ có thể trợn tròn mắt tu luyện. Khôi phục lại linh khí, điều dưỡng thân thể. Cho dù có mệt mỏi cũng phải trợn tròn mắt. Cho dù có đau nhức cũng phải tiếp tục kiên trì. Cho dù có mệt mỏi, cũng không thể ngã xuống. Làm bất luận chuyện gì, chỉ có không ngừng kiên trì, mới có thể thành công. Đêm thứ 6 liền dài dòng buồn chán qua đi như vậy, lúc rạng sáng hôm sau tiến đến, Phong Phi Vân lại hoanh đao mà đứng, thân thể đứng nghiêm, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi sắc bén giống như đao trong tay hắn vậy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mọi người bên ngoài vô lượng tháp đợi suốt 10 ngày, nhưng lại không thấy Phong Phi Vân ra khỏi vô lượng tháp. Mẹ nó,
Phong Phi Vân đến cùng có phải là người không, rõ ràng ở trong vô lượng tháp đến 13 ngày, cho dù lực ý chí cường đại, nhưng 13 ngày không ăn không uống, thể lực chẳng lẽ không mất sao? Hắn tự nhiên không phải người, hắn là yêu ma chi tử. Cái rắm, yêu ma chi tử không ăn cơm cũng có khí lực sao? Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, mới có thể kiên trì lâu như vậy, người khác cho dù lực ý chí chịu đựng được nhưng thân thể lại không kham nổi. Việc này phát sinh ở trên người Phong Phi Vân, tất cả mọi người đều quy vì trong cơ thể hắn có yêu ma chi huyết, thân thể siêu việt thường nhân, cho nên mới có thể ở tại vô lượng tháp tầng thứ 6 đánh một trận 13 ngày cũng không bại lui. Thẳng đến ngày thứ 15 qua đi, rốt cục có người không đồng ý với đánh giá này. Dù sao coi như là yêu ma chi tử cũng không có khả năng nửa tháng không ăn uống, thể lực cũng không suy giảm được. Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyền trong mộ phủ tầm bảo lục, huống chi còn tu luyện ba loại ngũ hành chi thuật hắc thủy, xích hỏa, thanh mộc đến đại thừa. Thiên địa cấu thành, không ở ngoài ngũ hành, thực vật chi khí, không gì qua được thủy mộc, hắn có thể điều động hơi nước, mộc khí, hỏa khí, coi như là một tháng không ăn uống, thể lực cũng sẽ suy giảm. Kỳ Thương Nguyệt đứng trong rừng trúc, nhìn qua hồ nước dưới ánh trăng trước mắt, nói với người ở sau lưng. Kỳ Phong từ trong rừng trúc đi ra, đứng ở sau lưng Kỳ Thương Nguyệt nói. Thì ra là vậy, bất quá có thể ở vô lượng tháp tầng thứ 6 kiên trì 15 ngày, cổ lực ý chí này quả thực thật đáng sợ. Kỳ Thương Nguyệt đôi mày thanh tú, tóc đen chập chờ trong gió đêm, lãnh nhan và yên tĩnh, tuy rằng tu vị không bằng Kỳ Phong, nhưng về mặt khí chất lại hơn Kỳ Phong rất nhiều. Nàng chính là thiên sinh linh nhân, thành tựu tương lai không phải chuyện đùa, so với Kỷ Phong Nguyệt Luân thiên nhãn càng mạnh hơn một bậc. Người tiềm phục ở bên người Phong Phi Vân chẳng lẽ chính là vì bát thuật quyền sao? Kỷ Phong đã biết rõ mộ dung thác chính là Kỷ Thương Nguyệt. Bát thuật quyền, ngân ngân. Kỷ Thương Nguyệt ánh mắt tựa như lợi kiếm, lạnh như băng và thâm trầm, khiến mặt hồ trước mặt cũng phải kết lên một lớp băng hơi mỏng. Kỷ Phong đứng ở phía sau nàng cũng cảm giác được một cổ rét lạnh thấu xương, xem ra Phong Phi Vân đã khẽ én nàng tổn thương không nhẹ, thủ đoạn của Kỷ Thương Nguyệt ở trong các tử linh tử kỳ gia cũng đã sớm có tiếng, đắc tội nàng, Phong Phi Vân tử kỳ không xa nữa rồi. Lúc đến ngày thứ 27, Phong Phi Vân rốt cục cảm thấy một loại suy yếu này đến từ sâu trong thân thể, phảng phất như phát ra từ tận xương tủy vậy, coi như là lợi dụng ngũ hành chi khí cũng không cách nào ngăn cản được cổ suy yếu này. Đã sắp được một tháng rồi, nhưng lại không thấy được một tia hy vọng có thể xông qua tầng thứ 6, ngược lại tổn thương tích lũy trên người lại càng ngày càng nghiêm trọng, cổ suy yếu và mệt mỏi kia đã khiến hắn bắt đầu có chút hít thở không thông. Có lẽ ngày mai sẽ là lúc thất bại. Cổ thành lại bị đêm tối thôn phệ, thiên địa trở nên rét lạnh. Phong Phi Vân cũng từng ở trong cổ thành tìm kiếm qua, muốn tìm được thông đạo tiến vào tầng thứ 7, nhưng lại không có chút kết quả nào cả. Căn bản không biết phải làm sao mới có thể xông qua tầng thứ 6. Lúc nửa đêm, trên bầu trời đêm đen kịt vô biên chậm rãi nổi lên một vòng trăng sáng. Ánh trăng sáng chói, chung quanh phiêu đãng lấy vài đám mây, mang theo màu sương mù nâu xanh. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 6 thấy được có ánh trăng treo lên, điều này thật sự là có chút quỷ dị, còn chưa từng nghe qua có chỗ nào 27 ngày nguyệt lượng mới nhô lên một lần cả. Lúc ánh trăng chiếu xạ lên trên người Phong Phi Vân, thạch đầu nhân ngẫu màu đen vốn đặt trong giới linh thạch ở trên lưng hắn liền phát ra hắc sắc quang mang nhàn nhạt, tựa hồ như đang hấp thu lấy ánh trăng kia vậy. Xíu, yêu yêu, hào quang màu đen lóe lên. Một nữ tử mặc hắc y từ trong giới linh thạch bay ra, đứng ở dưới ánh trăng sáng tỏ, tựa như một u linh tuyệt mỹ đang tắm lấy ánh trăng vậy. Phong Phi Vân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát tay liền nắm lấy thạch đao. Nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia. Cô gái mặc áo đen này chính nữ tử cảnh giới thần cơ đại viên mãn hắn gặp được lúc xông vào vô lượng tháp tầng thứ 4, bất quá nàng giờ phút này lại không hề giống một tu sĩ thần cơ đại viên mãn, tu vị thâm bất khả trắc, đang thôn vệ lấy ánh trăng bầu trời. Rốt cục đi vào tầng thứ 6 rồi. Tà Nguyệt đương không, thần niệm nên phóng xuất ra rồi, đúng thời cơ tốt nhất để cướp lấy bản tôn. Lúc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, nàng liền thay đổi bộ dáng, đồng tử trong mắt Phong Phi Vân không ngừng phóng đại, không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt mình, nàng. Vô lượng tháp tầng thứ 6. Trăng tròn trong như gương, nhô lên cao mà chiếu. Nàng thân mặc hắc y, lỗi lạc đứng ở trong thiên địa, có một loại say mê hấp dẫn đặc biệt,
như Tiên Liên Lăng Cửu Tiêu, Giới Tử Trôi Hoàng Tuyền, chỉ đứng ở nơi đó thôi, lại làm cho người có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Loại sợ hãi này thật giống như một phàm nhân gặp được nữ quỷ âm trầm vậy. Phong Phi Vân cũng cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí bốc lên, cô gái mặc áo đen ở dưới ánh trăng, bộ dáng thay đổi rất lớn, tuy có sương mù bao phủ, nhưng lại có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi, đương nhiên không phải là biến thành ác quỷ dữ tợn. Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân, quả thực so với ác quỷ dữ tợn càng thêm khiến người khó có thể tiếp nhận. Vậy mà lại có vài phần tương tự như nữ ma, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân hai mắt kiên định, mang theo phong hàn nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái mặc áo đen vẫn đang hấp thu ánh trăng, đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng nhắm lại, ngẩng đầu, lộ ra phần cổ u nhã tựa như thiên nga trắng, tựa hồ căn bản không hề nghe được Phong Phi Vân đang nói gì cả. Thùng thùng. Trong đan điền Phong Phi Vân truyền đến một hồi chấn động, vốn là nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó liền nhảy càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn phá vỡ đan điền, lao ra thân thể của hắn vậy. Là thi cung của nữ ma, không biết bị cái gì cho dẫn động, vậy mà bắt đầu điên cuồng rung động trong đan điền Phong Phi Vân, có thi khí đang tán loạn, thi hỏa cũng như muốn phá thể mà ra. Có một cổ lực lượng cường đại từ trong thi cung bay lên, tràn ngập khắp toàn thân Phong Phi Vân, thi khí điên cuồng lưu chuyển trong thân thể Phong Phi Vân, làn da bịt kín một tầng vầng sáng màu xám, mang theo khí tức khiến cho người hít thở không thông. Xíu, yêu yêu, một đạo thánh hỏa bạch sắc phá tan hôi mang. Đậm đặc bao lấy toàn thân Phong Phi Vân, khiến hắn vốn đã sức cùng lực kiệt lại tràn đầy lực lượng, có một cổ sức mạnh to lớn chấn áp thương sinh từ từ bay ỉ lên trong đan điền hắn. Bạch quang lưu chuyển, thân thể trôi nổi, tựa như một vị trích tiên không tì vết. Phong Phi Vân không hề dám hưởng thụ cổ lực lượng này, bởi vì cổ lực lượng này đang ăn mòn thân thể của hắn, giống như muốn đoạt xá hắn vậy. Thiện thi, ngươi là bị ác thi nhốt sao? Cô gái mặc áo đen đình chỉ hấp thu ánh trăng. Khuôn mặt thần ngọc, con mắt như tinh thần, từng bước một đi tới chỗ Phong Phi Vân. Ngón tay như móng vuốt sắc bén, tựa như tia chớp chụp vào chỗ đan điều Phong Phi Vân, năm ngón tay mảnh khảnh tựa như năm chuôi lợi kiếm, móng tay sắc bén óng ánh sáng long lanh kia tựa như tiên nhật, phá vỡ đan điền, chụp thẳng đến bạch cốt thi cung. Oanh! Một cổ lực lượng như dòng điện lưu chuyển khắp toàn thân Phong Phi Vân, lực lượng trong thân thể liên tiếp kéo lên, hai mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Thủ chảo như kìm thép, bạch quang sáng chói, một chưởng đánh lên cổ tay cô gái mặc áo đen, đẩy lui nàng về. Cổ lực lượng này nguồn gốc đến từ thi cung trong đan điền, nhưng lại tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân, cũng không đoạt xá thân thể Phong Phi Vân mà chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn đánh lui cô gái áo đen kia. Cô gái mặc áo đen trên cánh tay nứt ra một đạo vết thương, nhưng chỉ nháy mắt liền có vầng sáng màu trắng khiến đạo vết thương kia khôi phục lại, ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Nàng không tiếp tục ra tay nữa, một kích vừa rồi khiến cho nàng biết rõ cho dù lại ra tay cung không chiếm được chỗ tốt gì cả. Thiện thi, vậy mà tu thành mình ý thức, cũng hoàn thành thi biến lần thứ tư. Cô gái mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt dễ thương ngưng tụ nơi đan điền hắn. Nàng lời này hiển nhiên là nói với vị tồn tại trong bạch cốt thi cung kia. Phong Phi Vân tuy rằng vẫn không hiểu ra sao, nhưng dù sao hắn đã từng là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Cũng đã đại khái hiểu rõ một ít gì đó, ở trong đạo gia có một loại thuyết pháp trảm tam thi, chứng đạo hỗn nguyên. Cái gọi là tam thi, chính là chỉ thiện thi, ác thi, bản thân. Chém hết tam thi, có thể chứng hỗn nguyên đạo quả. Bất quá đây đều là ghi lại trên đạo tổ cổ kinh, từ thời thái cổ đến nay, chưa từng có người nào dám thử qua, một người chém ra thiện thi, ít nhất còn có thể làm một ma đầu hung ác. Nếu ngay cả ác thi cũng chém ra rồi. Vậy thì người này liền vô dục vô cầu, vô thiện vô ác, nếu không trở thành ngu ngốc vậy thì liền có thể thành thánh hiền. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng chém, một người còn sống thế nào được nữa? Chính vì nguyên nhân như vậy nên từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nếm thử tu luyện phương pháp này, hỗn nguyên đạo quả mặc dù diệu, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ chí mạng. Chẳng lẽ thật sự có người đang tu luyện loại đạo pháp này sao? Nữ ma chính là ác thi. Mà nữ tử tựa như tiên tử mình nhìn thấy trong thi cung kia chính là thiện thi. Truy bản tố nguyên, các nàng đều là cùng là một người. Thiện thi bị ác thi nhốt trong bổn nguyên thi cung, vậy thì cô gái mặc áo đen trước mắt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong vô lượng tháp? Bản tôn. Không đúng,
nếu nàng tu luyện chính là trảm tam thi đạo pháp, tam thi của một người cũng đã chia lìa, làm sao có thể phân mà không diệt được. Phong Phi Vân cảm giác nghi vấn của mình ngày càng nhiều. Trong lòng ngươi suy nghĩ chính là đạo trảm tam thi, mà Tiêu Nặc Lan tu luyện chính là tam thi trảm đạo, nghịch chuyển bí pháp đạo ra, trước phân tam thi, sau đó tụ tam thi, dùng tam thi chi lực, chém ra một đầu thiên đạo thuộc về mình. Thi cung bên trong đan điền truyền đến thanh âm của Thiện Thi, tiên linh trong sáng vang lên trong óc Phong Phi Vân. Nàng giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, bởi vậy nên mới nói như thế. Tam thi trảm đạo. Phong Phi Vân có chút không dám tin tưởng, trên đời này lại có người dám trảm thiên đạo. Thuận thiên đạo, được đại đạo, nghịch thiên đạo, được thiên địa. Thanh âm Thiện Thi lần nữa vang lên. Phong Phi Vân hỏi. Nói như vậy, Tiêu Nặc Lan chính là chia mình ra làm ba, Thiện Thi, Ác Thi, bản thân, sau đó tam thi hợp nhất, trảm thiên đạo sao? Khi vừa bắt đầu đạt được đạo tổ cổ kinh là nghĩ như vậy, nhưng về sau lại xảy ra ngoài ý muốn. Thiện Thi nói. Ngoài ý muốn gì? Phong Phi Vân hỏi. 3 vạn năm trước, Tây Ngưu Hạ Châu, đạo tổ cổ kinh mất trộm, một vị thánh linh đạo ra cách một phiến thiên địa, tế ra thiên tôn vô lượng tháp, thu Tiêu Nặc Lan vào trong tháp. Trên đường lại có thần bí nhân ra tay, đứng ở một phiến thiên địa khác đánh thiên tôn vô lượng tháp rớt xuống nơi cằn cỗi này. Thiện Thi nói ra một bí sự cổ xưa, mỗi một câu đều như thần lôi chấn khiến toàn thân Phong Phi Vân phải run rẩy. Ý của ngươi là, phiến thế giới này chính là Tây Ngưu Hạ Châu sao? Phong Phi Vân có chút kích động. Thiện Thi không rõ Phong Phi Vân vì sao kích động như vậy, cho rằng Phong Phi Vân kiến thức thiển cận, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, vì vậy từ từ nói. Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng mênh mông, không biết bao nhiêu ức dặm, thần tấn vương triều chỉ là một góc của Tây Ngưu Hạ Châu cằn cỗi, đối lập như giọt nước và biển cát vậy. Xanh ở thần tấn vương triều, có lẽ đã cảm thấy thế giới vô cùng khổng lồ, không cách nào từ một đầu vương triều này vượt qua bờ bên kia, đây đều là ếch ngồi đáy giếng kiến thức thiển cận mà thôi. Phong Phi Vân sao lại không rõ đạo lý này chứ, thế giới của hắn nhìn xa xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Cũng biết thần tấn vương triều chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, biết rõ sự tồn tại của Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng có nhiều thứ hắn tự nhiên sẽ không nói ra, nên không lại hỏi tiếp. Đã sớm nhìn ra sự bất phàm của vô lượng tháp, vậy mà lại liên quan đến một thượng cổ bí sự, hơn nữa ngay cả thánh linh của đạo môn cũng liên quan trong đó. Thánh linh, đây chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh thế giới, vô hạn tiếp cận với thiên đạo, đã lánh đời không ra, vạn năm cũng chưa hẳn xuất hiện một lần. Cho dù Phong Phi Vân ở kiếp trước, cũng chưa được nhìn thấy qua thánh linh. Vô lượng tháp tuy rằng rơi xuống đây, Tiêu Nặc Lan đang ở trong vô lượng tháp càng thiếu chút nữa thần hình câu diệt, nhưng cũng vào lúc này tan hết một thân tu vị, thành công chia ra làm ba, một lần nữa đạp vào con đường tu luyện tam thi trảm đạo. 1.800 năm trước, một vị thiên kiêu Phật môn của Phật Đà Tháp xông vô lượng tháp, Ác Thi hóa thân thành hắc thạch tượng nhân, mượn hắn trốn ra khỏi vô lượng tháp. Phong Phi Vân nói. Vị thiên kiêu Phật môn này chính là Thương Sinh tự trụ trì sau này sao? Nghe đồn vạn tượng tháp từ xưa đến nay, tổng cộng chỉ có 6 người ở cảnh giới thần cơ xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, mỗi người đều có thiên tư và vận khí đều tuyệt hảo, hẳn là ở trong đó đều có quan hệ với Tiêu Nặc Lan rồi. Phong Phi Vân liên tưởng đến chính mình, ánh mắt có chút nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia, nàng muốn chạy ra vô lượng tháp, sợ rằng cũng phải mượn nhờ mình để che giấu khí tức. Bằng không thì sẽ bị vô lượng tháp phong kín ở bên trong. Vậy Tiêu Nặc Lan vì sao lại chết? Phong Phi Vân nghĩ tới Kính Hoàn Sơn, nữ ma xuất thế, đến nay còn cảm giác có chút phát lạnh, lúc ấy thiếu chút nữa hắn đã chết trong tay nữ ma rồi. Thiện Thi một mực đều dừng lại trong thi cung của nữ ma, tất cả những gì nữ ma trải qua nàng tự nhiên không có khả năng không biết. Ai, khi một tên hòa thượng vì một nữ nhân mà quên niệm kinh, quên Phật hiệu, thì thường thường một đời cao tăng cũng sẽ biến thành ngu xuẩn. Khi một ni cô vì một người nam nhân quên niệm kinh, quên Phật hiệu, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn hòa thượng bao nhiêu. Phong Phi Vân có chút không phục nói. Ta chỉ có thể nói Mộc Tùng hòa thượng kia dùng tánh mạng trợ Ác Thi hoàn thành lần thứ tư thi biến, mà Ác Thi hiện giờ chưa hẳn có thể nhớ kỹ tên của hắn, thậm chí ngay cả hắn lớn lên bộ dạng thế nào có lẽ đều đã quên sạch. Vốn là người qua đường, cần gì phải sân si. Hừ, lại một kẻ đáng thương bị nữ nhân lừa bịp. Phong Phi Vân nói, Ác Thi chưa bao giờ lợi dụng hắn, cũng khinh thường lợi dụng hắn,
bất quá chỉ là một tên hòa thượng ngu xuẩn một bên tình nguyện thôi. Nàng đã là ma, mà tính độc tôn, dùng lực phục người, mà cần lợi dụng người sao? Thì ra lại là một kẻ đáng thương một bên tình nguyện. Phong Phi Vân nói, người sao lại có oán khí với nữ nhân như vậy chứ? Hơn nữa mỗi lần đều bỏ thêm một chữ lại. Thiện Thi khó hiểu, bởi vì ta cũng từng bị nữ nhân lừa bịp qua, cũng một bên tình nguyện qua. Phong Phi Vân nói, Thiện Thi đã trầm mặc, yên lặng ở trong thi cung. Cô gái mặc áo đen kia đứng dưới ánh trăng, như u linh nghênh lấy ánh sáng, ngọc thủ thon tay duỗi ra, cùng thiên so cao, như muốn hái vầng trăng sáng trên thiên mạc kia xuống vậy. Ánh trăng ngưng tụ, hào quang chói mắt, có một đạo môn hộ treo trên bầu trời bị nàng cưỡng ép mở ra, cao trăm trượng, tựa như một đạo thiên môn, bên trong một mảnh tĩnh mịch, nhìn không tới điểm cuối. Đây là môn hộ vô lượng tháp tầng thứ 7. Nàng vậy mà mượn nhờ lực lượng ánh trăng cưỡng ép mở ra vô lượng tháp tầng thứ 7. Phong Phi Vân cảm giác được trong thân hình cô gái mặc áo đen có dị thải lưu động, vận chuyển phượng hoàng thiên nhãn, nhìn ra thân thể của nàng lại không phải thi thể chính thức, mà là một đạo thần thức. Chỉ cần tu sĩ bước chân vào thần cơ đại viên mãn thì đã tu luyện ra 10 đạo thần thức, người tu vị càng cao thần thức cũng sẽ càng cường đại, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, thần thức thậm chí có thể hóa thành nhân hình, tu luyện thành trí tuệ độc lập, thậm chí có thể từ trong bản tôn thoát ly ra ngoài, trở thành một cỗ phân thân. Cô gái mặc áo đen này chính là một đạo thần thức của Tiêu Nặc Lan. 9 đạo thần thức khác đã bị vô lượng tháp phai mờ, chỉ có một đạo thành vẫn tồn tại hậu thế, vốn cũng đã có được một bộ phận cảm xúc và tư duy của Tiêu Nặc Lan, mà hôm nay càng đã tu luyện ra trí tuệ độc lập của mình, nhưng lực lượng đạo thần thức này cũng đã tương đối khó lường rồi. Nàng vốn bị vô lượng tháp ngăn cách bởi tầng thứ 4, căn bản không cách nào tiếp xúc được với bản tôn, chính là mượn nhờ khí tức của Phong Phi Vân che giấu cho nên mới đi đến được tầng thứ 6. Hấp thu tà nguyệt chi lực, cưỡng ép mở ra đại môn vô lượng tháp tầng thứ 7. Thi cung ở trong đan điền ngươi, nữ ma sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Muốn chân áp nàng, nhất định phải do Thiện Thi và bản tôn đồng thời ra tay, cho nên chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền. Cô gái mặc áo đen đứng trước cánh cổng ánh sáng treo trên bầu trời, trên người hào quang chói mắt, thái độ thay đổi không ít, ít nhất cũng không tiếp tục ra tay với Phong Phi Vân nữa. Nữ ma là ác thi. Trong thi cung chính là Thiện Thi. Cô gái mặc áo đen chính là một đạo thần thức. Ba người này vốn đều là từ trong thân thể Tiêu Nặc Lan tách ra, nhưng 3 vạn năm qua đi, ba người này đều tu luyện ra trí tuệ riêng, đã có ý thức độc lập, điểm này chỉ sợ là Tiêu Nặc Lan năm đó cũng chưa từng ý thức được. Ý thức đều ích kỷ cả, muốn dùng ý thức của mình một lần nữa ngưng tụ tam thi, trảm thiên đạo, tu luyện ra vô thượng đạo quả. Bản tôn chẳng lẽ ở tại vô lượng tháp tầng thứ 7? Đã xuất hiện 3 Tiêu Nặc Lan, bây giờ lại nghe thấy còn có một cỗ bản tôn, cộng lại chính là 4 người rồi, Phong Phi Vân cảm giác da đầu có chút run lên. Cô gái mặc áo đen nhẹ gật đầu, nói. Ngươi giúp ta cướp lấy bản tôn, ta có thể giúp ngươi trấn áp nữ ma, đoạn nỗi lo về sau cho ngươi. Phong Phi Vân cười lắc đầu. Ngươi và Thiên Thi công lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nữ ma. Cô gái mặc áo đen tuy rằng cường đại, nhưng so với nữ ma thì vẫn còn một đoạn chênh lệch không nhỏ. Ta nếu có thể cướp lấy bản tôn, chưa hẳn không thể chống lại nữ ma. Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, cổ hàn khí khiếp người kia ngược lại là có thể so sánh với nữ ma, nhưng lại không hề bất cận nhân tình như nữ ma. Nữ ma dù sao chính là một cô ác thi, đã chém hết tất cả thiện niệm trong cơ thể, một người không có thiện niệm sẽ đáng sợ bực nào chứ. Tu tiên giả có tam thi và 10 thần thức, tam thi Tiêu Nặc Lan phân tách, 10 thần thức bị vô lượng tháp làm vỡ nát 9 đạo, chỉ còn lại một mình cô gái mặc áo đen này. Cô gái mặc áo đen có thể nói vốn là Tiêu Nặc Lan, nàng cũng có tư cách nhất cướp lấy bản tôn, sau khi thần thức dung hợp với bản tôn thì nàng chính là bản tôn chân chính, lực lượng được điệp ra mấy lần, ngược lại cũng có khả năng có được lực lượng đánh một trận với nữ ma. Mà muốn đoạt lấy bản tôn, hiển nhiên dựa vào lực lượng mình nàng không thể nào làm được, cho nên mới muốn nhờ vào lực lượng của Phong Phi Vân và Thiện Thi. Cô gái mặc áo đen trước tiến bước vào môn hộ tầng thứ 7, bước vào sâu trong môn hộ. Cùng nàng đi thôi, nếu bản tôn xuất thế, có lẽ thật có thể đủ chống lại nữ ma. Thanh âm Thiện Thi lần nữa vang lên trong đầu Phong Phi Vân. Nguy cơ lớn nhất của Phong Phi Vân hiện giờ chính là đến từ nữ ma,
mấy nữ nhân này một người so với một người càng thêm cường đại, nếu đều thả ra thì thiên hạ tất đại loạn, bất quá các nàng đều muốn đoạt xá đối phương, ngược lại cũng có thể khắc chế lẫn nhau. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phong Phi Vân tâm thần đại định, liền nối bước tiến nhập vào thông đạo tầng thứ 7. Một đạo vầng sáng rơi xuống, toàn bộ môn hộ tầng thứ 7 lần nữa đóng lại. Oanh! Bên ngoài vô lượng tháp. Vốn là đêm tối, lại có một đạo hào quang màu xanh bay thẳng cửu thiên, khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu xanh. Trên tấm bia đá trăm trượng, vô lượng cổ kính trường minh thật lâu, thanh mang chói mắt khiến cho đêm tối liền thanh minh. Ở một nơi xa xôi, trên trung tháp lại truyền đến một tiếng chuông lớn, vô tình xé nát đêm tối yên tĩnh. Ông, ông, ông. Ba tiếng chuông lớn vang vọng trong thiên địa, thật giống như đang thông báo thiên hạ, lại có một thiên kiêu xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7. Chỉ có nhân kiệt chính thức xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7 thì linh chung mới có thể tự động chấn vang, mà cao thủ thế hệ trước thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Trong vòng một tháng, linh chung hai lần chấn động. Lại có thiên kiêu muốn quật khởi sao? Trong vạn tượng tháp có vô số thiên tài đến từ phần bốn phương tám hướng, giờ phút này đều nhao nhao chịu khiếp sợ bừng tỉnh từ trong tu luyện, bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực, trong tương lai không lâu, sẽ có người dùng nghịch thiên chi tư khiêu chiến với bọn họ. Đặc biệt là mấy người bài danh trên bách tháp bảng là cảm nhận được áp lực lớn nhất, bọn họ đều là tồn tại vô hạn tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi, bọn hắn cảm giác được có người có lẽ muốn phá vỡ giải danh bách tháp bảng rồi. Chẳng lẽ một thời đại quần hùng tranh phong sắp đến sao, tương lai không lâu sau nhất định sẽ đại chiến không ngừng rồi. Người thắng sống, kẻ bại chết, muốn xưng hùng một thời địa, dưới chân nhất định phải chất đầy thi cốt. Những nghịch thiên tài tuấn này lại nhao nhao nhắm mắt tu luyện, bọn hắn đều kinh thái tuyệt diễm, cũng không sợ chiến, nếu thật sự có thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế, vậy thì người sống xưng vương. Đương nhiên cũng có người không thể bình tĩnh. Vậy mà, xâm nhập tầng thứ 7. Hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ mà thôi. Bên ngoài vô lượng tháp có người khẽ run rẩy, cũng không biết là đang kích động hay sợ hãi nữa. Chẳng lẽ lại một vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế sao? Không, thiên tư Phong Phi Vân tuy mạnh, nhưng cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một tia khoảng cách. Chẳng biết lúc nào, một bạch y thư sinh đã đi tới bên ngoài vô lượng tháp. Hắn ăn mặc đạo bào màu trắng, tao nhã, trên đầu dựng thẳng lấy nho cân. Giữa búi tóc cắm một cây bút thanh đồng, tay áo bồng bềnh, thừa lúc theo gió mà đến, tiêu sái và tuấn giật, mang theo một cổ thư hương chi khí. Tựa như một vị nho tiên từ phía trên đáp xuống, chiều dù bắt hải tây thương ngô. Học thức hàm dưỡng, vô địch thiên hạ, mưu tính thôi diễn, thế gian vô song. Vạn tượng tháp đệ nhất quỷ tài, thiên toán thư sinh, hắn rõ ràng cũng từ trung tháp đi ra. Vô số đệ tử đều phải ghé mắt. Mà ngay cả La Phù công chúa cũng không ngoại lệ, danh khí của thiên toán thư sinh thật sự quá lớn, người tính không bằng trời tính, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của hắn cao thế nào. Phong Phi Vân không có đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi, vì sao có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7? Rất nhiều người đều không phục, ví dụ như Kỷ Phong, Thích Dạ Lai. Hôm nay người có thể cho bọn hắn đáp án có lẽ chỉ có thiên toán thư sinh thôi. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong ống tay áo màu trắng, thanh thản như dã hạc, đứng yên mà lạnh nhạt, từ từ nói. Bên trong vô lượng tháp có một cổ thiên đạo chi lực, ngăn cách tất cả khí tức, vấn đề này ta cũng không trả lời được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ý chí lực Phong Phi Vân so với bất cứ người nào trong các ngươi đều mạnh hơn, thiên phú cũng vô hạn tiếp cận với cấp sử thi, có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, cũng không kỳ quái, có lẽ là hắn nhiều hơn các ngươi một phần vận khí. Vận khí. Thích Dạ Lai vẫn không phục. Thiên toán thư sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Một người nếu không có số mệnh thì nhất định không cách nào đi xa trên con đường tu luyện được. Vận khí tốt, cũng là một loại biểu hiện của năng lực bản thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.